Chào các bạn và các em, hôm nay thầy xin hướng dẫn cho các em cái bài lab của tuần thứ ba. Nó là thuộc về dàn thanh nhẹ. Thì nó chúng ta sẽ có hai bài tập, một là dàn thanh phẳng và hai là dàn thanh không gian. Thì trước mắt các bạn ở đây là một cái ví dụ về dàn thanh phẳng. Ở đây thì ta thấy là kết cấu của nó gần tương tự như là một cây cầu, kết cấu của một cây cầu thép đúng không các bạn? Nó gồm những cái thanh thép và được liên kết với nhau tại các cái bản lề này. Thì các cái thanh này thì nó được dàn với nhau tại cái bản lề thì nó có thể xoay quanh các cái bản lề các bạn ạ. Ở đây thì chúng ta thấy cái dàn này chúng ta được cấu tạo từ xem nào, thầy sẽ đếm nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 thanh ở bên ngoài. Và 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 thanh ở bên trong. Tổng cộng ta sẽ có là 11 cộng với 14 tức là 25 thanh nhẹ. Đó. Thì kích thước của cái dàn thanh này của chúng ta thì ta thấy là đề cho là khoảng cách giữa các cái nút 1, 3, 5, 8, 11, 12, 14 là các cái A nhỏ là 4 mét. Rồi thì là cái chiều cao của chúng ta là từ nút 14, 13 là H trên 2. Rồi là từ nút 10 đến nút 9 thì là H, mà H thì bằng 5 mét. Ngoài ra B của chúng ta ở đây á, là cái giao điểm của cái đường thẳng nối các cái nút 2, 4, 6 và cái đường thẳng nối các cái nút mà 1, 3, 5 vân vân. Thì nó cắt nhau ở đây là thấy là cái độ khoảng cách từ điểm K đến cái điểm này á, là 2A là bằng 8 mét, mà khoảng cách theo phương thẳng đứng từ nút 1 đến nút số 2 thì là 2,5 mét. Thì có nghĩa là các bạn sẽ có được cái tỷ lệ ngang là 8 mà dọc thì là 2,5. Tuy nhiên thì nó cũng không có ý nghĩa gì cả, bởi vì thực ra tất cả những cái điểm nút của chúng ta 1, 3, 5 này kia là chúng ta đều có tọa độ của nó cả. Cho nên là ta không cần cái kích thước B này làm gì hết. Rồi tác dụng vào cái dàn này sẽ có những cái ngoại lực đặt tại nút số 3, 5, 8, 10, 12 là những cái lực là có giá trị là 100 kN. Và cái kích thước của mặt cắt của các cái thanh nhẹ của chúng ta thì ở đây đều là những cái thanh mà có tiết diện là hình tròn. Cụ thể là cái đường kính thứ nhất là bằng 0,2 m là dành cho các cái phần tử ở bên ngoài, có nghĩa là những cái phần tử mà cái thanh mà ở phía bên ngoài này. Và thứ hai là cái tiết diện D bằng 0,18 mét là dành cho các cái phần tử, 11 phần tử ở phía bên trong trong dàn này. Rồi chiều dài thì bằng 6A, thì cái này ta cũng không cần bởi vì là ta chỉ cần A là ta nhân lên 6 là được. Rồi thì cái mô đun đàn hồi thì tất cả của chúng là đều được làm từ một vật liệu hết, là từ một vật liệu. Rồi thì hệ số Poisson là 0,3. Rồi thì hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách làm. Thì xin thưa với các bạn là đầu tiên á, để giảm làm bài này thì chúng ta sẽ có hai cách. Và cách thứ nhất, đây thì thầy sẽ ghi ra để cho các bạn hiểu. Thì cách thứ nhất, cách một thì thầy sẽ đi từ dựng nút rồi từ nút thì thầy sẽ là dựng phần tử. Có nghĩa là sao các bạn? Có nghĩa là đây chúng ta sẽ dựng nút, và khi thầy nối các cái nút với nhau thì thầy sẽ sinh ra phần tử luôn. Đấy. Và cách thứ hai, cách thứ nhất này là dành cho những cái bài toán đơn giản. Đơn giản ở đây tức là một cái phần tử của chúng ta là những phần tử 1D, 2D như là thanh, đó, dầm, đấy thì chúng ta có thể làm như vậy. Cách thứ hai là thầy sẽ dựng điểm khóa. Lúc này chúng ta sẽ cùng phân tích xem là điểm khóa nó khác nút chỗ nào nhé. Điểm khóa thì từ điểm khóa thì thầy sẽ nối các điểm khóa thì thầy sẽ dựng đường thẳng. Đường thẳng. Và sau đó thì thầy sẽ chia lưới của đường thẳng của một đoạn thẳng. Tức là dựng đoạn thẳng đây. Đoạn thẳng thì nó sẽ nối hai nút với nhau hoặc ba nút với nhau. Nối hai nút với nhau thì từ đoạn thẳng thì thầy sẽ chia lưới, hiểu không? Chia lưới đường thẳng. Chia lưới đoạn thẳng. Mà cụ thể là một đoạn thẳng thì chia ra làm một phần tử. Đấy. Thì từ cái chỗ mà đường các cái đoạn thẳng đấy thì chia lưới thì thầy sẽ thu được các cái phần tử đấy. Còn ở cách thứ nhất là thầy xây dựng thì dựng nút rồi thầy nối các cái nút với nhau thì được phần tử luôn đấy. Bởi vì ta thấy rằng là một cái phần tử này thì nó cũng là một cái đoạn thẳng, tức là về mặt hình học thì nó là đoạn đoạn thẳng, mà về mặt phần tử hữu hạn thì nó là một phần tử. Cho nên ta sẽ có hai cách đó, chúng ta dựng nút rồi từ hai nút ta nối với nhau thì ta định nghĩa nó là phần tử luôn. Còn nếu không thì chúng ta sẽ dựng điểm, xong rồi từ điểm ta nối lại với nhau ta được đoạn thẳng là về mặt hình học. Rồi sau đó ta chia lưới một đoạn thẳng và mỗi một đoạn thẳng ta chia ra là một phần tử thì nó lại sinh ra phần tử luôn. Đấy, thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn về hai cách như vậy.
Rồi thì trong thư mục lab của các bạn thì các bạn cũng sẽ tạo thư mục lab 4 đi. Và chúng ta có mấy bài lab rồi. Đấy, thì bây giờ bài lab 4 thì chúng ta cũng đặt tên job name là lab 4 thì các bạn ấn run. Rồi sau đó thì các bạn điều chỉnh lại cái kích thước cửa sổ. Chúng ta đặt tên comment ở đây là lab 4, cái dàn thanh phẳng, dàn thanh phẳng. Đó. Rồi thì đầu tiên chúng ta chọn dạng tính toán, đúng không? Chọn dạng tính toán. Structural, ấn preference structural, ok, ta vào list file, chúng ta copy hai dòng đầu. Cái này thì chúng ta thạo mấy bài lab trước rồi, cho nên thầy không nói nhiều nữa nhé, để tránh mất thì giờ của các bạn. Tuy nhiên là các bạn phải làm những bài lab trước thì các bạn mới làm được bài lab này, chứ nếu không thì các bạn sẽ không hiểu lý do vì sao. Tiếp theo thì chúng ta là sẽ là tham số, đúng không các bạn? Tham số, thì tham số của bài toán. Tham số của bài toán thì ở đây các bạn thấy rằng là chúng ta có một số những cái tham số quan trọng như là A. Để các bạn nhìn cho rõ thì thầy sẽ phóng to lên, A của chúng ta thì bằng 4 mét. Kích thước của chúng ta, bây giờ vấn đề đơn vị thì thôi, thì chúng ta thống nhất là chiều dài ta để đơn vị là mét, lực thì ta sẽ chuyển sang là Newton, đúng không các bạn? Đó thì cái ứng suất của chúng ta thì sẽ là Pascal, là chia là Pascal tức là Newton trên mét bình rồi các bạn. Rồi B thì chúng ta không cần, ta nói rồi, ta chỉ cần H thôi, H là bằng 5. Sau đó thì D1 của các bạn thì sẽ bằng là 0,2 mét. D2 của các bạn thì nó sẽ bằng là 0,18 mét. Tiếp theo thì L, L cũng chẳng cần đâu. E thì chúng ta sẽ bằng là 2E11, tức là 2, 2 nhân 10 mũ 11. Nu là hệ số Poisson là 0,3. Đó thì đây đây chính là những cái tham số mà cần thiết. Thì nếu như mà các bạn cách làm thì là parameter scalar parameter thì các bạn sẽ điền vào đây a bằng 4 rồi tôi là accept rồi a bằng 4. Rồi accept. Rồi thì là h bằng 5. Đó, nhớ nhá. Cách làm phải nhớ như vậy. Rồi accept. Đó, close đi. Chúng ta còn hai cái, còn ba bốn cái còn lại ta ấn code cho nó lẹ, nó nhanh. Rồi, xong. Sau đó thì các bạn sẽ đi vào tiền xử lý. Vào tiền xử lý. Thì các bạn sẽ vào preprocessor và các bạn sẽ là dùng code, copy cái code vào prep 7. Prep 7. Và đầu tiên thì các bạn sẽ là chọn dạng phần tử. Dạng phần tử. Chọn dạng phần tử. Cho dạng phần tử thì chúng ta sẽ vào element type add edit delete add. Thì ở đây á, là dàn thanh phẳng thì các bạn nhớ cho thầy là chúng ta sử dụng phần tử link, và đó là phần tử link 3D thì là 180. Sau đó các bạn ấn ok. Hay option của nó thì chúng ta cũng không cần phải động vào làm gì. Chúng ta cũng không có thay đổi gì. Close thì các bạn sẽ copy code vào đây. Link 180. Rồi. Sau khi mà các bạn chọn vào phần tử link thì chúng ta sẽ tiến đến là vật liệu. Thì chú ý rằng là chúng ta biết rằng là cái phần tử link 180 này á thì nó sẽ không có cái rank constant các bạn nhé. Ở cái viên phiên bản mới 2022 này thì thầy thấy là không có. Thì chúng ta sẽ đi thẳng vào phần material properties tức là về vật liệu. Thông số vật liệu. Thì ở đây trong toàn bộ bài toán của chúng ta thì ta chỉ có một vật liệu duy nhất. Đó là cùng vật liệu thép mà thôi, thì tất cả những thanh này đều làm từ vật liệu. Chỉ có điều là những cái thanh mà ở phía bên ngoài này ấy, thì nó có là cái đường kính là lớn hơn gấp đôi, à đường kính lớn hơn, còn những cái thanh ở bên trong thì nó có đường kính nhỏ hơn một chút vậy thôi. Thì đó là về mặt đây mặt cắt thì tí nữa chúng ta sẽ làm, còn về vật liệu chúng ta chỉ có một vật liệu duy nhất. Thì các bạn sẽ vào là material models structural linear elastic isotropic là đẳng hướng. Như vậy thì cái EX này là E,
mà PRXE này thì chính là new, hệ số Poisson. Ok, rồi sau đó là ta sẽ ấn Exit và chúng ta sẽ có cái thông tin của nó. Thì ở đây là temperature, đây ta copy lại đây. Temperature thì là về 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 nhiệt độ, chả có gì cả. Và chúng ta nhớ một điều rằng là cái MP data này thì chúng ta có thể rút ngắn nó lại thành là MP. Sau đó là EX, sau đó là số thứ tự là vật liệu thứ nhất là số 1. Chúng ta bỏ đi cái dấu phẩy thừa này, giá trị là E. Ở đây thì ta cũng không cần chữ data mà chúng ta chỉ cần MP là đủ, Material Properties. Và ta bỏ đi dấu dấu phẩy thừa này. Đấy, thì nó sẽ giản lược cho các bạn. Sau khi mà các bạn ấy thông số vật liệu xong thì chúng ta sẽ tiến tới đó là vấn đề mặt cắt. Mặt cắt ở đây thì chúng ta sẽ có hai mặt cắt, cho nên chúng ta sẽ vào phần section. Section thì các bạn nhớ là chúng ta dành cho phần tử link, cho nên là sẽ là link s. Thì cái ID thứ nhất là cái dành cho mặt cắt thứ nhất thì ta ấn ok. Đó thì section name người ta nói là bên ngoài. Ta sẽ ghi chữ ngoài để cho ta dễ hiểu. Và cái diện tích tiết diện của nó thì các bạn nhớ là pi nhân cho d một bình phương chia 4 đúng không? Pi của chúng ta pi của chúng ta thì ta sẽ lấy là pi thì bằng là 3,14159, tức là 3,1416 và 3,14159, 3,1415926 54 đi. 54 rồi nhân cho là d bình phương. D1 bình phương. D1 thì ta nhân thêm một lần nữa cho D1, tức là D bình phương. Rồi sau đó ta chia cho là 4. Đấy. Rồi những cái thanh này của chúng ta thì nó không có cái trọng lượng riêng, cũng không ta không xét nó thanh nhẹ cho nên là không có trọng lượng. Cho nên là ta ở cái chỗ mà mass trên len này thì chúng ta để là không. Và thanh của chúng ta thì đều có thể chịu nén và kéo cho nên ta ấn là ok. Rồi sau đó chúng ta sẽ copy lại cái dòng code này. Copy dòng code này ta sẽ được là thế này, cầm một cái đống như sau. Nếu như là các thanh bên ngoài, các thanh bên ngoài thì nó sẽ có là đường kính lớn hơn. Rồi thì set control này nếu nó không không thì ta để mặc định đi, nó chả có gì cả. Còn cái đường ở phía trên, cái dòng phía trên thì ta sẽ giảm bớt đi một dấu phẩy. Đây ta cũng sẽ cắt tìm dấu phẩy để cho nó xong. Và như vậy thì đối với lại là thanh bên trong chẳng hạn thì các bạn sẽ ấn tiếp S. Rồi lúc này là ID của chúng ta là số 2. Ấn OK. Section đấy là ta nói là bên trong, tôi ghi chữ trong. Ata này thì chúng ta sẽ copy ở đây. Đây là P nhân cho D2. D2 rồi D2. Đấy. Ta ấn là OK. Rồi ta sẽ copy cái code của nó ra. Thì dành cho là các thanh bên trong đúng không? Các thanh bên trong. Đấy. Rồi link bên trong. Ok. Copy. Rồi sau khi mà ta ấy mặt cắt xong thì bây giờ chúng ta sẽ tiến tới là dựng hình các bạn ạ. Đầu tiên thì thầy xin nói là thầy sẽ bắt đầu từ cái cách là thầy dựng nút trước rồi từ nút thì lên phần tử như các bạn. Vì thế thì các bạn sẽ vào phần modeling create. Sau đó là các bạn vào phần node. Sau đó các bạn sẽ ấn là inactive coordinate system. Đó, các bạn chú ý nhé, tức là trong cái hệ trục tọa độ hiện tại của các bạn thì chúng ta sẽ dựng hình. Thì ở đây thì các bạn cần phải có hình vẽ ban đầu của đề bài đúng không? Thì để chúng ta như vậy là sẽ dễ dàng làm. Thì như vậy đầu tiên, cái nút đầu tiên là nút số 1, nó là cái bản lề bên tay trái của các bạn. Thì các bạn ấn nút số 1 và chúng ta đặt đó là góc tọa độ, cho nên là các cái tọa độ x, y, z của chúng ta thì đều bằng 0. Trong mặt phẳng của thầy ở đây là ngang là trục x, thẳng đứng là trục y, còn trục z là trục mà vuông góc với lại là cái mặt phẳng màn hình của các bạn. Thế cho nên là chúng ta là bằng 0 rồi chúng ta ấn apply. Sau đó đây, sau đó thì các bạn thấy là nút số 1 xuất hiện rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dựng cái hình cái nút số 14 đi các bạn. Chúng ta dựng cái nút số 14 đi. Thì ta dựng nút số 14 và cái kích thước tọa độ của nó thì nó chỉ có tọa độ xì thôi. Xì của các bạn nó sẽ là bằng 6a đúng không? 6 nhân cho a. 6 nhân cho a, còn kích thước y của các bạn thì nó bằng 0. Ta ấn apply. Tại sao thầy lại làm như thế? Tại vì các bạn để ý này. Trong một số những cái trường hợp mà nếu như là các cái nút này của các bạn nó cách đều nhau thì bây giờ mà chúng ta cứ bây giờ ta lại nhập tọa độ nút số 3 thì tọa độ nút số 5 rồi số 8, số 10, 12
Như vậy các bạn sẽ mất thêm như vậy là đến 5 dòng code nữa, đúng không? Và bây giờ chúng ta thử nghĩ xem là à, ta có thể chia cái khoảng từ nút số 1 đến nút số 14 này ra làm khoảng là 6 phần được không? Và như vậy thì sẽ có 5 nút nó tự động sinh ra, đúng không các bạn? À thì chúng ta sẽ thử nghĩ xem là phương án đây như thế nào. Do đó thì thầy sẽ ấn ở đây là thầy sẽ ấn là cancel. Cancel đi bởi vì là chúng ta đã dựng được hai nút 10 nút 1 và nút 14 rồi. Sau đó chúng ta sẽ copy cái code này vào đây đã để cho nó yên tâm cái đã. Để lỡ có vấn đề gì thì chúng ta sẽ như vậy là chúng ta sẽ khôi phục lại được. Bây giờ thầy sẽ là dựng mô hình bài toán. Và đầu tiên thầy sẽ bắt đầu từ chỗ là dựng các nút. Thì đầu tiên là ta dựng nút 1 và nút 14 và các bạn nhớ rằng là sau dấu phẩy này chẳng có gì cả thì thôi ta xóa nó đi cho code nó gọn các bạn ạ. Đằng sau dấu phẩy này chẳng có gì cả ta để cho nó gọn. Và bây giờ chúng ta sẽ dựng từ nút số 1 đến nút số 14 này ở giữa thì là các bạn để ý này. Ở đây nó có cái câu lệnh là fill between notes. Nghĩa là chúng ta sẽ lấp đầy trong cái khoảng giữa từ nút số 1 đến nút số 4. Thì bây giờ các bạn sẽ ấn vào nút số 1, các bạn tích vào nút số 14, sau đó các bạn ấn nút OK. Thì ở đây á, thì chúng ta hãy cùng chú ý. Thứ nhất là trong cái câu lệnh này là lệnh fill này á, thì đầu tiên các bạn muốn biết cú pháp của nó thì mời các bạn ấn nút help. Ngay nút help đây nó sẽ mở ra cho các bạn. Còn bây giờ chúng ta hãy để ý này. Như vậy là nút số 1 và nút số 2 mà ở giữa nó là các cái nút mà chúng ta cần phải khóa lấp thì đó là nút số 1 và nút số 4, 14 rồi. OK. Tiếp theo là nfill này là cái số nút mà lát nữa thầy sẽ quay lại cái dòng cái cú pháp này. Còn bây giờ chúng ta hãy để ý trong là bởi vì toàn bộ những cái cú pháp này nó sẽ ghi ở những cái đề mục của những cái trường điền vào đây, của những cái ô ở đây thì nó đều có cái tên của nó. Thì những cái tên của những cái ô này tí nữa nó sẽ đi vào trong cái phần mà cú pháp của chúng ta đó các em. Ta nói tiếp này, number of the notes to fill ở đây thì thầy chỉ muốn là ở giữa nút 1 và 14 thầy chỉ muốn thêm là 1 2 3 4 5 nút mà thôi, cho nên thầy sẽ ghi là 5 chứ không phải 12. Đó, 5 nút. Tiếp theo là starting note num number, tức là ở đây ấy, là vậy thì các bạn muốn xuất phát từ cái nút số bao nhiêu? Thì bây giờ các bạn để ý này, thầy muốn bắt đầu từ nút số 3. Tức là giữa 1 với 14 bây giờ thầy bắt đầu từ nút số 3. Sau đó thầy cho nó chạy lên là cách nhau là 2 nút, vậy là 3 5. Ở đây thì thầy sẽ có thay đổi một chút bởi vì là sau số 5 thì nó đến số 7 chứ. Thế nhưng mà ở đây thì ghi số 8 thì chả sao cả. Bây giờ mình cho số 8 là thành số 7. Rồi lát nữa cho số 7 thành số 8. Thế được cái là chúng ta cứ lũy tiến dần lên. Vậy là 3 5 7 9 10. Thì nút số 9 này thì thầy sẽ đảo nó từ số 9 để cho nó phía dưới, số 10 thì tí sẽ đẩy lên phía trên. À chúng ta có quyền mà. Đề bài là một chuyện nhưng mà ta làm sao cho tiện lại là một chuyện. Cho nên ở đây thầy sẽ bắt đầu từ nút số 3. Và cái increment between filled notes tức là cái độ lệch, tức là cái độ chênh lệch giữa cái số thứ tự nút và giữa các cái điểm giữa giữa các cái nút thì tức là đó là 3 5 7 đúng không? Tức là nó cách là 2. Bởi vì 3 cộng với lại 2 là mới là 5, cho nên ở đây sẽ là số 2. Tức là increment tức là cái độ chênh lệch giữa cái số thứ tự nút của nhau. Và tiếp theo là spacing ratio là cái tỷ lệ. Khi mà tỷ lệ bằng 1 tức là nó chia đều với nhau, chúng ta không quan tâm ở đây làm gì. Rồi thì những cái đằng sau này thì chúng ta cũng không cần phải để ý, ta sẽ ấn là OK. Thì các bạn thấy như vậy là giữa nút số 1 và 14 bây giờ nó đã được điền đầy là 3 5 7 9 11 rồi. Và đúng theo cái gì mà chúng ta là mong muốn. Bây giờ chúng ta sẽ copy cái code của nó và ta cùng phân tích. Đây thì cái câu lệnh của nó rất đơn giản. Câu lệnh của nó chỉ một dòng thôi. Bây giờ các bạn nhìn này. Một dòng này mà thầy có thể thay thế cho là ban nãy thầy nói rằng là chúng ta phải làm thêm 5 nút nữa, ta phải ấn thêm 5 dòng code nữa đúng không? Như vậy thì ta lãi được một một bốn dòng đúng không? Ta lãi được 4 dòng. Bây giờ các bạn đi nhìn này. Bây giờ chúng ta hãy quan sát cái cú pháp mà ở đây cái phần help người ta dạy chúng ta. Chúng ta cùng xem này. Thì chúng ta hiểu thôi. Có nghĩa là lát nữa mà thầy cần fill thì thầy có thể dùng code luôn chứ thầy không cần phải dùng cái chuột nữa đúng không? À, thứ nhất là sau cú pháp fill thì sẽ đến nốt số 1, nốt số 2. Thì nút số 1, nút số 2 của chúng ta là nút bên trái, nút bên phải mà chúng ta cần điền đầy nút số 1 và 14 rồi. OK. Sau nút số 2 là nfill từ đây là cái số lượng của chúng ta cần 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 sinh ra là bao nhiêu? Là chúng ta chỉ cần sinh ra là 5 nút nữa. OK. Sau đó là nút cái này ấy, là cái increment đó, increment tức là cái khoảng cách giữa cái độ chênh lệch thứ tự các cái nút là 3.
Sau đó thì à xin lỗi các bạn ạ. Đây đây là nút start chứ. Đây là nút start này. Là cái nút cái số thứ tự đầu tiên mà thầy muốn xuất phát thì nó là nút số 3 đúng không? Sau đó thì khoảng cách của thầy nó sẽ là increment, not increment, tức là khoảng cách là 2 thôi. Đó, còn đằng sau thì chúng ta để mặc định 111. Thì thực ra nếu như mà khoảng cách đằng sau mà để mặc định là 111 thì chúng ta có thể xóa luôn cái này các bạn. Đấy, câu lệnh của ta chỉ đơn giản này thôi. Đấy. Thì như vậy thì ba ba cái năm cái nút này chúng ta sẽ chỉ cần bằng một câu lệnh, một dòng lệnh là chúng ta làm xong. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dựng các cái nút tiếp theo, đó là nút số 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13 phải không các bạn? Và tất nhiên là số thứ tự nút thì chúng ta sẽ có sự thay đổi chút ở phía trên. Thì bây giờ chúng ta sẽ ấn vào phần là tiếp tục Inactive Current System. Bây giờ chúng ta sẽ dựng nút số 2 với cái tọa độ xy là bằng 0, cho nên chúng ta không cần ghi gì hết, không cần phải ghi số 0 đâu mà ta xóa luôn. Tọa độ y của nó thì nó bằng là tọa độ y của nút số 13 và nó bằng là h chia trên 2. Thì các bạn sẽ ghi là h chia 2. Sau đó thì các bạn ấn là apply. Như vậy là nút số 2 đã sinh ra. Tiếp theo thì các bạn chú ý này, bây giờ chúng ta có thể dựng nút số 4 với cái tọa độ của nó, nhưng các bạn để ý rằng là gì? Chúng ta sẽ thấy rằng là nút số 4 thì về mà tọa độ xy thì nó sẽ bằng là a, nhưng tọa độ y của nó thì nó lại bằng là một nửa của ở giữa cái h trên 2 và cái h này. Thì thực ra ấy, chúng ta hiểu rằng ở giữa h trên 2 và h thì nó là 3 phần 4 đúng không? Và chúng ta hoàn toàn có thể tọa độ được, nhưng mà ở đây thì thầy nghĩ rằng là bây giờ chúng ta hãy giả sử như là nó một tỷ lệ khác thì chúng ta hãy sử dụng cái cách mà chúng ta chia đôi nó ra chẳng hạn. Còn nếu không thì chúng ta cứ cứ để tọa độ đi thôi. Bây giờ có lẽ chúng ta để tọa độ đi, bởi vì thầy cũng muốn rằng là các bạn cũng sẽ thạo cái cách tọa độ. Còn cái cách mà chúng ta chia chúng ta khỏa lớp này thì nó chỉ là một số ít trường hợp mà chúng ta dùng thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ là tiếp tục một nút số là 4. Nút số 4 thì tọa độ xy của nó sẽ là a. Tọa độ y của nó thì sẽ là 3 phần 4h, tức là 0,75 nhân cho h. Rồi, tiếp theo là nút số 6. Nút số 6 của chúng ta thì tọa độ xy của chúng ta là 2a. Tọa độ y của chúng ta thì nó bằng là h. Ta ấn apply tiếp. Đó. Hình như là thầy nhầm, đấy là nút số số đáng ra thầy phải ghi số. Thầy xin lỗi, thầy chắc là thầy nhầm này, đáng ra phải là ghi số 6, thầy ghi số 4. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ copy những cái code gì mà chúng ta ok nhé các bạn nhé. Như vậy là đây 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 đây, nút số 2 và nút số 4 thầy lại đáng ra phải là nút số 6, thầy lại vẫn là để nút số 4 đây này. Rồi, không sao. Đây là nút số 2, đây là nút số 4 rồi. Và bây giờ sẽ là nút số 6. Và các bạn thấy này, chúng ta sẽ gặp những cái tình huống bây giờ chúng ta gặp lỗi thì chúng ta làm sao, thì thầy có nói rồi. Chúng ta sẽ là clear nó đi. Đó, rồi chúng ta sẽ làm lại từ đầu cho có vấn đề gì đâu. Mà làm từ đầu thì chúng ta sẽ copy cái code từ cái đoạn mà nó tốt cho đến mà đoạn nó chưa tốt, đúng không? Và từ đầu cho đến cái đoạn đến cái thời điểm mà chúng ta vẫn đang là ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ là dựng nút số 6 này, bây giờ nút số 6. Thì chúng ta đừng có bị nhầm nữa. Ta ghi là số 6. Rồi thì tọa độ xy của chúng ta thì nó là 2a, tọa độ kia là h. Rồi apply, đó 6. Sau đó lên nút số 7, nhưng mà số 7 ta để phía dưới rồi, bây giờ ta đảo số 8 lên phía trên. Ở đó thì đây sẽ là nút số 8. Tọa độ h thì vẫn không đổi, y vẫn là h, và tọa độ xy của chúng ta thì lúc này nó sẽ là 3a. Đấy, apply. Sau đó đến nút số 9, nhưng mà số 9 ở phía dưới rồi, ta đảo số 10 lên phía trên. Cho nên bây giờ nó nút số 10. Tọa độ y thì vẫn là h, tọa độ xy của chúng ta thì lúc này nó là 4a. Apply. Rồi tiếp theo là nút số 11. Thì tọa độ xy của thầy lúc này sẽ là 5a. 5a. Và tọa độ y của thầy thì sẽ là 3 phần 4h, tức là 0,75 nhân cho h. Rồi tiếp theo là nút số 13. Nút số 13 của thầy thì tọa độ xy của thầy vẫn là 6a. Tọa độ y của thầy thì nó bằng là h trên 2, tức là 0,5 nhân h, tức là h chia đôi. Đấy.
chúng ta viết làm sao cho cốt nó ngắn gọn nhất, rồi ta ấn OK. OK là bởi vì chúng ta không còn thêm cái gì nữa, đúng không? À, nhưng mà như nút 13 của thầy á, nút số 13 của thầy là ban nãy nó ở phía dưới này rồi, đúng không? Thì bây giờ thầy phải thêm một cái nút là cái số tự khác. Chứ bây giờ thầy cũng là nút số 13 thì cái nút 13 cũ của thầy nó bị mất đi. Và các bạn chú ý nhé. Như vậy ở đây ấy, là thầy từ cái nút số 4, đúng không? Từ cái nút số đây, từ nút số 6, từ nút số 4, rồi số 6, 8, 10, 11 rồi. 6, 8, 10, 11. Thì có lẽ đáng ra cái nút số 13 này của thầy phải là nút số 12 thì mới đúng, đúng không? Và thầy lại để nút số 13. Rồi, bởi vì nút 13 của mình là ban nãy nó ở phía dưới rồi. Đấy, bây giờ mình xóa cái này đi. Rồi, thì bây giờ nói chung là cái đoạn code này chúng ta có thể hoàn toàn làm chủ rồi, ta không cần mấy kia nữa đâu. Đây là sau 11 thì sẽ là số 12, bởi vì số 13 ban nãy nó sinh ra rồi. Tọa độ x y của chúng ta sẽ là 6a, còn tọa độ y của thầy sẽ vẫn là 0,5, là h chia đôi. H chia đôi. Đấy. Rồi bây giờ thầy nó bị lỗi cho nên là bây giờ thầy lại phải quay lại, thầy ấn clear. Đấy, rồi thầy sẽ dựng lại từ đầu. Đấy thì một bữa nãy nó sinh ra mấy mấy ở đây dưới này rồi ta. Rồi sao thầy vẫn bị mất cái à, đây là 11. 11, 11 mà, đúng không? À xin lỗi, thầy bị mất nút 11 ở phía dưới này. Có nghĩa là ban nãy ở đây phải là 12, đúng không? Và ở đây thì phải là 13. Rồi, ok thầy hiểu rồi. Tức là ban nãy là thầy ấn số 11 ở đây, thầy nhập 11 và thì bị mất 11 ở dưới này đi. Chứ thực tế ra là chúng ta phải là đây phải là nút số 12. 11 ở đây rồi, 11 và 13 thì vẫn ở đây được. Ok. Rồi bây giờ thì nó chuẩn rồi đấy. Đó thì chẳng qua là các bạn chú ý về cái số thứ tự, chúng ta đừng có bị nhầm. Đó. Rồi như vậy thì thầy đã dựng xong được các cái nút. Rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ dựng đến phần tử các bạn ạ. Sau khi có nút xong thì chúng ta sẽ dựng phần tử. Rồi dựng phần tử. Thì dựng phần tử thì chúng ta sẽ vào phần element. Tức là vẫn là phần modeling nhưng mà ta vào là phần vẫn là create nhưng mà ta chọn là elements các bạn ạ. Thì đầu tiên á, chúng ta sẽ dựng các cái phần tử mà bao ở bên ngoài, tại vì á những cái phần tử bao bên ngoài này nó có cái tiết diện khác, mà những phần tử ở phía bên trong này nó có tiết diện khác, cho nên là chúng ta sẽ là dựng các cái phần tử bao bên ngoài. Thì các bạn chú ý là phần tử bao bên ngoài thì chúng ta phải gắn cái thuộc tính cho nó. Vì thế thì đầu tiên trước khi mà chúng ta ấy thì chúng ta phải ấn attribute. Ta phải ấn attribute. Thì attribute ở đây á, thì đầu tiên á, là phần tử thì vẫn là link, vật liệu ta chỉ có duy nhất thôi. Element coordinates là không, ta chỉ có duy nhất là ta thay đổi cái section number. Section number này là bởi phía bên ngoài, ta để chọn bên ngoài và sau đó thì cái phần tử của chúng ta là dạng đường thẳng, ta để straight line cho nên là straight line cho nên là không có gì thay đổi cả, ta ấn OK. Ta ấn OK thì chúng ta sẽ log file. Thì bây giờ các bạn chú ý này, ở trong cái phần code mà để thể hiện cái thuộc tính á, thì đầu tiên là ta nói là thuộc tính. Thì trong cái đống này á, ta chỉ có duy nhất ở cái chỗ là section number thôi, còn những cái khác thì chúng ta hoàn toàn không can thiệp gì vào, ta để bên ta để cái dòng code để làm gì cho nó chật chỗ ra, đúng không em? Ở đây thầy chỉ có duy nhất đó là cái section number, là thầy là số 1 thôi. Đó là duy nhất thuộc tính của thầy. Và bây giờ thì thầy sẽ như vậy là sẽ tạo phần tử, và thầy sẽ tạo phần tử là phía bên ngoài này. Thế như vậy thì thầy sẽ là auto numbered. Auto numbered là nó sẽ tự động nó đánh số thứ tự của phần tử sinh ra, và cái cách dựng thì đó là thầy sẽ thông qua là thông qua các cái nút. Đấy, ví dụ như đầu tiên thì thầy sẽ chọn là nút 1, nút 3. Thầy ấn apply nó ra phần tử thứ nhất. 3, nút 5 apply nó là phần tử thứ hai. Nút 5, nút 7 phần tử thứ ba, ấn apply.
Ok đi. Đấy là chúng ta dùng giao diện thì bây giờ chúng ta xem code nó sinh ra cái gì. Ồ, cái code này nó sinh ra nhiều lắm này, các em nhìn này. Bây giờ các em hãy để ý nhé. Đây. Thầy xuống một dòng đây. Thì thực sự ra là đây là thầy dùng cái lệnh plus rồi là phi tem này kia thì đó chẳng qua là nó ba cái dòng này là nó đại diện cho cái việc thầy ấn nút chuột vào 1 và 3. Bạn hiểu vấn đề không? Thế thì còn cái cú pháp của nó là cái nút E này, là cái chữ E này là element, là tạo element này thì chúng ta nói thẳng ra thì chúng ta sẽ vào cái phần là help. Chữ E, ta chỉ có mỗi chữ E thôi. Rồi thì chúng ta sẽ ra cái câu lệnh là E này là dựng phần tử, đúng không? Dựng phần tử thì thực sự ra nó chỉ cần số thứ tự của các cái nút mà nó đi qua thôi. Ở đây thì phần tử của chúng ta chỉ có hai nút cho nên là chúng ta sẽ đi qua là hai cái chốt I và J. Như vậy thì ở đây ấy, thầy chỉ cần nói là E nút số 1 và nút số 3. Rồi thì tương tự như vậy thì cái phần khác thì nó sẽ là khỏi cần cái code nó dài dòng như này làm gì. Tiếp theo là đi qua nút số 3 và nút số 5. Qua nút số 3 và nút số 5. Tiếp theo là đi qua nút số 5 và nút số 7. 5 và số 7. Sau đó là nút số 7 và nút số 9. 7, 9. Sau đó thì 9 và 11. Sau đó thì 11 và 14. Sau đó thì 14 và 13. Sau đó 13 và 12. 12 và 10. Mười và tám, tám và sáu, sáu và bốn, bốn và hai, hai và xuống một. Đó. Như vậy thì ta sẽ copy từ cái chỗ 7, 9 này, đúng không? Và ta sẽ ra được các cái phần tử bao quanh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến các cái phần tử bên trong, đúng không? Dựng các cái phần tử bên trong, đúng không? Chứ không phải bên ngoài nữa. Rồi ok, ta sẽ dựng các phần tử bên trong. Bên trong. Thì đầu tiên là ta cũng phải có thuộc tính. Mà thuộc tính của chúng ta thì bây giờ nó là thuộc tính là section number là số 2. Đúng không các bạn? Đó, thuộc tính của chúng ta bây giờ section number là số 2 rồi. Từ đó thì chúng ta bắt đầu dựng này. E. Câu lệnh chúng ta rõ rồi. Đi qua phần tử thứ nhất là 1 và 3 đúng không? Đây. Ta sẽ đưa cái này lên để các bạn nhìn thấy đối chiếu nó. Sẽ là 2 và 3 đúng không? Và đi qua là 2 và 3. Copy. Sau đó thì ta sẽ có là 3 và 4 đúng không? 3 và 4. Sau đó thì 4 và 5. Sau đó thì là 5 và 6. Nhưng mà các bạn chú ý là cái số thứ tự ở đây nó khác số thứ tự ở đây rồi nhé. Thì cho nên là ta vẫn phải nhìn đối chiếu ở đây. Nhất là 2 và 3 là đúng rồi này. Sau đó là 3 và 4 đúng rồi này. Sau đó 4 và 5 đúng rồi này. Bây giờ đến 5 và 6 này các bạn này. Đấy, 5 và 6. 5 và 6. Rồi sau đó đến 6 và 8 thì ở đây tức là 6 và 7 các bạn nhé. 6 và 8 là cái đường xiên này ở đây. Thì bây giờ nó trở thành là 6 và 7. Đó, chúng ta đừng có bị nhầm. Tại vì chúng ta đã đổi cái số thứ tự rồi mà. 6 và 7. Tiếp theo là ta đến 7 và 8. 7 và 8 thì ok, cái nào trước cái nào sau cũng đều được, 7 và 8. Sau đó là đến lượt 8 và 9. 8 và 9 ở đây á thì nó tương ứng là 7 và 10, các bạn hiểu vấn đề không? Đấy, 8 và 9 ở đây thì tức là 7 và 10. Và tiếp theo là 9 và 10. 9 và 10 là phương thẳng đứng rồi, ok. 9 và 10. Tiếp theo là 10 11. 10 11 ở đây của thầy thì nó chính là 9 và 12, các bạn hiểu vấn đề không?
Đấy, 10, 11. Thì nó ở đây chính là 9 và 9 và 10, 9 và 12. 9 và 12. Tiếp theo là 11, 12. 11, 12 thì ok. 11, 12 không thay đổi. Sau đó 12 và 13. 12 và 13 của thầy thì thực tế ở đây chính là 10, 1 và 13. 11 và 13. Đấy. Ok, vậy thì chúng ta sẽ copy. Đấy là toàn bộ cái này. Thế bây giờ chúng ta hãy để ý này, chúng ta hãy cùng kiểm tra lại xem là các cái phần tử nó đã có thuộc tính đúng chưa. Thì các bạn sẽ vào phần list, element, attribute, tất tần tật và real constant, các bạn chuyển ra, các bạn xem hết thì các bạn để ý này. Để phóng to lên các bạn ấn nút control và sẽ lăn cái con lăn ra, thì các bạn để ý. Chúng ta sẽ có bây giờ số thứ tự phần tử thì các em để ý nhé, xem là nó sinh ra có đúng hay không. Thì các bạn sẽ vào phần là plot control numbering, phần là element number, ok. Sau đó các bạn ấn vào plot control multiplot đây, 1 2 3 4 5 6, bởi vì chúng ta đi theo trình tự bên ngoài viền mà. 1 phần tử 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Thì 14 phần tử này nó phải có section number là số 1 đây. 1 cho đến 14 của chúng ta là section number là số 1. Là section number là của cái đường kính lớn đó. Còn từ phần tử 15 trở đi thì các bạn để ý này, 15 trở đi là 15 16. Đây. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Thì những phần tử này nó phải thuộc section number 2. Đây, 15 cho đến là 25 của chúng ta là section number là số 2. Là chuẩn rồi. Như vậy thì nó là chuẩn rồi các bạn ạ. Chúng ta đã dựng hình phần tử như thế là tốt rồi đấy. Bây giờ chúng ta đã dựng xong phần tử, bây giờ chúng ta sẽ tiến tới vào phần solution. Thì chúng ta đặt điều kiện biên và cũng như là chúng ta đặt tải trọng các bạn ạ. Rồi thì chúng ta dựng hình đi từ nút lên phần tử luôn, cho nên chúng ta không cần phải chia lưới nữa. Cho nên là cái phần meshing này chúng ta bỏ qua mà chúng ta vào thẳng phần solution các bạn ạ. Đây, ta vào thẳng phần solution. Thì nhớ là việc vào solution thì các bạn cũng phải lấy cái dòng solve của nó ra. Này. Đi vào solution. Vào solution. Thì đầu tiên là các bạn sẽ phải đặt điều kiện biên phải không các bạn? Điều kiện biên. Điều kiện biên ở đây á, đó là những cái các bạn để ý rằng là ở cái nút số 1 này các bạn sẽ có là cái bản lề mà nó chặn cái chuyển động, nó chặn cái chuyển vị theo phương x và phương phương y của chúng ta. Còn nó là bản lề cố định đó các bạn, bản lề cố định nó sẽ chặn và chuyển vị theo phương x, theo phương ngang và phương dọc. Đây thì các bạn thấy, tức là nó có một con lăn theo phương x thì nó cản trở chuyển động theo phương ngang, lại có một con lăn theo phương thẳng đứng nữa thì tức là nó chặn cái chuyển động theo phương y. Còn cái nút số 14 của chúng ta thì nó chỉ chặn chuyển vị theo phương y mà thôi. Đó thì chúng ta sẽ điều kiện biên ở đây thì chúng ta sẽ vào là phần define loss apply structural displacement on của chúng ta là on node, tại vì chúng ta dựng nút mà đi lên. Đầu tiên ta sẽ ấn vào nút số 1, ta ấn ok. Thì ở đây toàn bộ những cái bậc tự do của nó thì có 6 bậc các bạn ạ. Nghĩa là mỗi một nút ở cái phần tử link 180 này này thì nó sẽ có 6 bậc tự do. Thứ nhất là chuyển vị theo phương ngang là phương x là ux, chuyển vị theo phương thẳng đứng là ui, chuyển vị theo phương z là uz, và rồi là vận tốc theo phương x là velocity x, velocity y, velocity z. Thì ở đây ấy, thì chúng ta chỉ chặn hai phương x và y thôi. Thì có những cái z thực ra chúng ta cũng có thể chặn, nhưng mà vì là không có tải trọng nào theo những cái phương đấy cho nên là chúng ta cũng sẽ không có bị những cái nguy cơ bị phát lỗi đâu. Nên thầy chỉ nghĩ là thầy chỉ chặn là UX và UI thôi. Rồi ok, đấy. Rồi tiếp theo là thầy sẽ chặn tiếp ở cái nút số 14 ở đây. Và thầy sẽ chặn là chặn theo phương Y thôi. Thì thầy sẽ bỏ cái phương X đi, thì chặn phương Y thôi. Đấy. Rồi thì chúng ta sẽ copy cái code của nó vào. Thì cái phần code của nó ở đây á, nó là từ đây mà ra. Thì các bạn để ý này, toàn bộ cái chỗ mà thầy tích chuột vào cái nút số 1 ạ, thì nó được sinh ra những cái dòng code như thế này rất là phức tạp đúng không? Mình cứ tích vào nút số 1 thôi mà nó sinh ra mấy dòng code này, ta xóa đi không cần. Và những cái cú pháp ở đằng sau dấu phẩy này chẳng có gì cả, ta xóa đi. Ở đây thì chúng ta sẽ có là
bỏ đi những cái khoảng trống cho cốt nó gọn. Và đây thì các bạn chú ý rằng là chúng ta chọn là nút số số 1. Rồi tương tự ban nãy thì ấn chuột vào nút số 14 mà nó sinh ra ba dòng cốt lận. Ta bỏ đi. Rồi đằng sau ta chỉ chặn trục y thôi, chặn chuẩn bị thêm bằng y thôi, đằng sau này ta xóa đi. Và nút này là nút số 10 14 các bạn ạ. Đấy thì cái cốt chúng ta là nó nhỏ đi rất là nhiều. Rồi tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ đặt vào những cái tải trọng vào những cái nút để hiển thị nút, thì bây giờ các bạn sẽ numbering lại. Chúng ta không cần hiển thị phần tử nữa. Đây sẽ là no number mà chúng ta thể hiện nút, thì ta ấn là nốt ở đây. Ok. Đây thì những cái nút này hiển thị ra. Ta sẽ cần đặt vào nút số 3, 5, 7, 9, 11. Và những cái tải trọng bằng lực F các bạn ạ. Đây. Ta có lực F đặt vào nút 3, 5, 7, 9, 10, 11. Đấy, 11. Đấy. Thì ta sẽ ghi ở đây là đặt tải trọng. Đặt tải trọng lực F. Rồi thì chúng ta sẽ chọn là force moment và on not đấy trên cái nút. Thì bây giờ các bạn thấy rằng là tất cả cái nút 3, 5, 7, 9, 11 này đều chịu một cái lực F hướng xuống với giá trị là như để đã cho. Thì bây giờ chúng ta thử này, 3, 5, à thầy cứ tạm thời thế đã, 7, 9, 11 thầy chưa tích vào. Và thầy ấn ok. Rồi thì ở đây thì chúng ta sẽ chọn là FI và giá trị là không đổi và chiều là từ trên đi xuống, cho nên thầy ghi là trừ F. Rồi thầy để ấn ok. Như vậy thì ta thấy rằng là hai nút 3 và 5 thì đều chịu tác dụng một cái lực F đi xuống như thế này. Và chúng ta hãy xem cái code của nó là gì nhé các bạn. Đây. Đây code của nó là cái đoạn từ đây đây. Đây ta hãy cùng chép vào đây. Thì toàn bộ là những cái dòng flush này này, từ đây đến đây này, đó đều là cái chỗ mà để giúp là để nói rằng là chúng ta tích vào hai cái nút 3 và 5 này các bạn. Nhưng bây giờ thì nghĩ chúng ta sẽ không làm như vậy nữa, mà chúng ta cần phải hiểu cái cú pháp của cái lực của cái việc mà đặt lực F vào nút này này. Vậy thì chúng ta sẽ vào là cái advance ghi chữ F và chúng ta search. Thì cái cú pháp của lực F nó này là như sau, bây giờ các bạn hãy nhìn này. Đầu tiên là lực F, sau đó là phẩy. Nốt này ở đây ấy, là cái nút mà chúng ta cần đặt vào. Đấy. Thế thì nếu như á, mà chúng ta ghi là ô, tức là cái chữ mà cái ở cái vị trí nốt này mà chúng ta ghi ô thì tức là tất cả những cái nút mà chúng ta đã select. Đó, các bạn hiểu vấn đề không? Thì mà để làm như vậy ấy, thì trước cái lệnh này thì các bạn sẽ phải select tất cả những cái nút mà các bạn cần. Thì khi mà select xong thì chỗ này các bạn chỉ ghi chữ ô là xong. Còn nếu như á, mà các bạn là ở đây ấy, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cần đặt vào những cái nút 3, 5, 7, 9, 11. Thế thì đầu tiên á, là cái nút đầu tiên này là cái nút số 3, các bạn hiểu vấn đề không? Đấy. Rồi đó thì này, sau đó là đến lắp. Lắp ở đây thì nó sẽ có một số những cái loại thể loại. Thứ nhất là nếu như mà ở cái dạng là lực, ở cái dạng là bài toán kết cấu thì nó sẽ có những cái lực như là Fx, Fy, Fz rồi đối với lực, hoặc là các bạn sẽ đặt vào đây là Mx, Mi, Mz. Đấy. Còn nếu không thì là những cái thể loại là nhiệt thì nó là heat, bot vân vân. Rồi là từ trường, điện trường vân vân. Thì ở đây thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta là lực structure, là lực kết cấu mà chúng ta cần lực Fi, cho nên ta ghi chữ Fi ở đây. Đây là do cái code mà chúng ta lấy từ cái file file lock mà ra. Cho nên ta thấy hợp lý rồi. Sau sau khi mà ta chọn cái Fx, Fi này rồi, ta chọn Fi rồi thì đến cái value là giá trị. Thì giá trị chúng ta đặt vào là trừ F. Đó. Rồi sau đó thì đến cái giá trị 2. Tại sao lại giá trị và giá trị 2? Đây là trong trường hợp là cái lực của chúng ta là một cái dạng số phức. Số phức thì value này sẽ là giá trị thực và cái value 2 này nó sẽ thuộc giá trị ảo. Tức là giá trị ví dụ như là 3 cộng với 5i chẳng hạn thì cái value này sẽ là 3 là giá trị thực. Còn 5 này đây sẽ là giá trị phần ảo. Nhưng mà rõ ràng là trong bài này chúng ta lực là lực thật chứ không có lực ảo, không có lực phức gì hết. Cho nên là ở cái phần này thì ta bỏ trống, bỏ trống thì ta để dấu phẩy, hai dấu phẩy ở đây và giữa hai dấu phẩy không có gì hết. Sau dấu phẩy này ta thấy là NEND. Thực ra NEND ở đây là cái nút cuối cùng trong cái chuỗi nút mà chúng ta cần đặt vào 3, 5, 7, 9, 11. Vậy thì nút cuối cùng của chúng ta là nút số 11. Đó, các bạn hiểu vấn đề không? Và N increments là cái độ chênh lệch giữa các cái số thứ tự nút với nhau. Thì như vậy ta thấy rằng là giữa 3, 5, 7, 9, 11 thì nó chênh lệch nhau là 2. Đó, thì ta để là 2. Đấy, các bạn hiểu vấn đề không? Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta hãy thử copy cái dòng này. Ta hãy bỏ đi những cái mà ta vừa làm, bỏ đi.
Đấy, thì và các bạn sẽ thấy được rằng là chúng ta đã đặt vào đây tất cả những cái lực 3, 5, 7, 9, 11, những cái lực có giá trị bằng chữ F. Đó, thì các bạn chú ý nhé. Thực ra thì còn nếu như mà không phải như vậy thì những cái bài toán của các bạn ở nút 3 này có một lực đặt vào, nút 10 đã có một lực khác đặt vào, nút 12 có một lực đặt vào nằm ngang, nằm xiên này kia. Bây giờ giả sử như có một cái lực đặt vào ở đây, một cái lực đặt vào ở đây mà giá trị nằm ngang thì sao? Thì các bạn cho là F note này, bây giờ cho nút số 6 này. Ok này, bây giờ cho lực này FI, FZ này, chép FX đi, đúng không? FX đi. Và giá trị là bao nhiêu? Giá trị là F này. Đấy, hay là hai lần F này, vân vân. Như là hai lần F này. Thí dụ vậy. Đó, ok thì chẳng có cái gì cả, đúng không? Đây, thì có lực đặt vào đây. Thì rõ ràng là các bạn cứ đặt từng cái câu lệnh đó, nhưng mà chẳng qua là trong cái bài toán này thì thấy rằng là nó đặt đồng thời một lúc vào tận 5 nút với cùng một giá trị, với cùng một độ lớn. Thì thầy sử dụng cái cú pháp của nó một cách đầy đủ như thế này. Các bạn hiểu vấn đề không? Đấy. Còn nếu không thì rõ ràng là như cái nút số 6 này đặt lực Fx thì tôi tóm lại nó chỉ thế này thôi. Ví dụ như là như thế thì ở đây là nút số 6 chỉ có lực Fx với giá trị là hai lần F. Đấy, các bạn hiểu vấn đề không? Đấy, chú ý nhá. Đấy, nhưng mà thôi tóm lại bài này thì nó không có cái lực này, cho nên thầy 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 bỏ qua như vậy. Rồi. Và ban nãy thầy minh họa cho các bạn, thầy ấn vào đây một lực Fx thì bây giờ thầy phải bỏ đi, bởi vì đề bài ban đầu của thầy nó không cho như vậy. Thầy lại ấn clear, clear cái code đi. Rồi lại copy toàn bộ cái code này vào đây thì thầy lại đạt được cái trạng thái là đúng như thế. Rồi sau khi thầy đặt hết vào đây rồi thì bây giờ thầy sẽ giải quyết bài toán. Giải quyết bài toán thì đơn giản thầy ấn vào nút show current LS thì gọi ok là solution is done, là đã giải quyết xong. Code của cái dòng lệnh đó sẽ là solve. Đó, solve. Hết. Rồi bây giờ thầy sẽ đi vào hậu xử lý. Vào hậu xử lý. Hậu xử lý thì thầy đầu tiên thầy sẽ vào phần General Post Process, thì thầy sẽ vào log file. Thì cái cấu pháp mà để thầy vào cái hậu xử lý nó là gạch chéo post 1. Đấy. Cái việc đầu tiên là thầy muốn xem cái hình dạng biến dạng của nó thì thầy sẽ xem là gì, plot reason deform shape, tức là cái dạng mà đã biến dạng. Thầy muốn xem cả cái vị trí vừa đã biến dạng rồi và chưa biến dạng thì ta mới thấy được cái sự chênh lệch của nó, cái sự thay đổi của nó. Đây thì các bạn nhìn này, đấy. Tức là cái ban đầu là cái hình, cái đường màu trắng này là cái hình dàn ban đầu, và đây là cái dàn màu xanh này là khi mà nó đã bị biến dạng. Và cái cú pháp của nó này. Hình biến dạng, sơ đồ biến dạng. Đó. Rồi, và nếu như mà chúng ta muốn xem ở dạng hoạt hình chẳng hạn, đúng không, thì ta vào phần plot control animate đó, rồi thì là deform shape. Ở đây thì là cái số frame, tức là số hình ảnh trong vòng 1 giây. Đó. Thế còn thì ta sẽ xem là cả cái dạng biến dạng đến chưa biến dạng, thì các thấy đây. Đấy, thì các bạn thấy rằng là cái sơ đồ, cái hình, cái hoạt hình mà diễn biến của cái sự biến dạng của cái dàn thanh của chúng ta tiến triển là như vậy. Đấy. Thì các bạn chú ý rằng là ở đây á thì ta nhìn ở bên tay phải này, ta thấy rằng là cái con lăn của chúng ta nó sẽ hơi dịch chuyển sang phải một tí. Các bạn hiểu vấn đề, bởi vì là cái con lăn này ở đây nó chỉ cản trở chuyển động lên xuống thôi, chứ cái chuyển động mà nó sang ngang thì nó không có cản trở, cho nên là dưới cái tác dụng của cái lực này, thằng này nó hơi bị ra sao sang phải một tí đó. Do đó thì toàn bộ là những cái sự biến dạng này, các em thấy là ở bên tay phải này là nó hổng hơn ở bên tay trái này, tức là nó không có đối xứng đâu. Trừ khi là ở cái nút 14 này thì chặn y như là nút số 1 này thì chắc chắn là ở đây nó sẽ đối xứng với nhau. Bạn hiểu ý tôi nói không? Đấy. Rồi thì cái hoạt hình này á, ta cho dừng lại đi, ta cho dừng hoạt hình lại, ta ấn stop, rồi ấn close. Thì cái lệnh mà hoạt hình này á thì chúng ta thử xem là cái lệnh này là gì. Hoạt hình này thì nó cũng rất là đơn giản, đúng không? Đây, ta xem hoạt hình này. Đấy, xem hoạt hình. Đấy, xem hoạt hình. Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem là cái những cái bảng biến dạng của nó. With UI thì ta vào hoặc là list reason này.
Sau đó ta vào là nodal solution. Sau đó thì ta vào là DOF, đúng không? Thì ta sẽ xem là cái displacement. Đầu tiên ta theo là thêm phương x gì thì ta thấy xem là các cái nút này nó chuyển vị theo phương x là bao nhiêu. Hoặc là ta sẽ xem displacement vector sum tùy. Thì đầu tiên thì ta xem x xem y luôn. X. X trước đi. Thì ở đây đây là cái bảng chuyển vị của các cái nút của chúng ta. Ta có 14 nút tất cả. Thì cứ từng nút là nó sẽ theo phương x là bao nhiêu. Đấy thì ta thấy rằng là thì như là tóm lại là các cái này nó chuyển vị theo phương x là rất rất ít. Vậy thì nó chỉ chuẩn bị theo phương y thôi. Ta sẽ vào phần y component. Thì đây thì theo phương y. Ở đây thì giá trị cũng rất là nhỏ, mũ trừ 37. Để xem là cái lực chúng ta đặt vào. À cái lực F này, lực F này ở đây là thầy thầy chưa khai báo thì phải. Lực F ở đây thầy thầy chưa khai báo, lực F 100 kN mà thầy lại chưa khai báo ở đây này các bạn này. Cho nên là thầy 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 đặt vào đây lực F đáng ra là nó phải báo lỗi. Nhưng mà nó kiểu như nó hiểu rằng đây là bằng không, các bạn hiểu vấn đề không? Thế mà cuối cùng là nó vẫn có được cái hình ảnh đúng không các bạn? Hình ảnh này thì là do cái scale của nó, tức là cái tỷ lệ của nó rất là lớn đấy. Cái này, tới giờ lực F thì chưa khai báo này các bạn này. Bằng 100 E3. 100 kilo Newton mà, 100 E3. Rồi thì xin lỗi, bây giờ thầy xin giải lại. Toán này thầy quên mà là chưa chưa khai báo lực F, cái tham số lực F đấy. Đây. Rồi, đang xem hoạt hình, chúng ta stop đi. Đấy, close. Rồi ta vào phần general, ta vào phần list reason này, nodal solution này, ta xem chuyển vị theo phương x này. Đây đấy, nó có chứ không phải là không đúng không các bạn, nó có lớn không phải là không. Đây nút số 14 thì nó cũng là rất ít thôi, là nhân 10 mũ trừ 3 thôi, nhưng không thể nào quá ít được đúng không nào. Đấy rồi, ok, theo phương x gì, và bây giờ chúng ta chuyển vị theo phương y. Ta vào học vào nodal solution như thế, hoặc là ta vào phần list reason cũng là nodal solution, rồi là thành phần theo phương y. Y thì chắc là nó sẽ rõ ràng hơn. Đây thì cái nút mà chúng ta nhìn ở đây, ta cảm giác như là vậy thì cái nút 7 hoặc là 8 ở giữa đây này có lẽ là cái nút mà chuẩn bị nhiều nhất đúng không. Đây nút 7 nút 8 đây, đúng rồi đấy, nút 7 nút 8 đây là hai cái nút mà chuẩn bị nhiều nhất đấy, các bạn thấy không? Nó là trừ 0,223 trừ trừ 0,228 nhân 10 mũ trừ 2 đó, đó là đơn vị là mét đấy, thì nó là lớn nhất. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ xem về cái von Mises, tức là cái ứng suất theo von Mises, nhưng mà bài này thì nó chưa phải là cái dạng thể khối, cho nên ta chưa. Với các bạn ạ, như vậy thì ta đã xem được là về cái chuyển vị rồi nhé. Bây giờ ta sẽ xem về là cái phản lực liên kết, tức là ở hai cái nút mà 1 và 14 này ấy, thì nó sẽ phải có những cái phản lực là x và y đúng không? Thì nếu như mà theo về mặt lý thuyết ấy, thì phản lực theo phương x thì tại nút số 1 này thì gần như là bằng không. Lý do là trong cái khung, trong cái dàn này nó không có cái ngoại lực nào tác dụng theo phương x cả. Chúng ta chỉ có hai phản lực là theo phương y ở nút số 1 và nút phương 14 mà thôi. Đấy. Và nếu như mà cái dàn của chúng ta là đối xứng, cái tải trọng này nó đối xứng theo phương y thì dường như là nó sẽ bằng chia đôi thôi các bạn ạ. Đúng không? Ví dụ ở đây là tổng ta thấy là có 5 5 lực, mỗi lực đặt vào là 100, như vậy tổng là 500. 500 kN chia đôi là mỗi một bên là sẽ chịu 250 kN, tức là 250 nhân 10 mũ 3. Thì trước khi mà chúng ta xem đáp số thì chúng ta phải hiểu như vậy. Ta sẽ vào list reason reaction solution, ta xem lực theo phương y. Đó thì ta thấy rằng là đây đúng rồi. Đấy là 250 nhân 10 mũ 3, tức là 25 nhân 10 mũ mũ 2 250 nhân 10 mũ 3. Ừ. Tức là 25 nhân 10, tức là 2,5 nhân 10 mũ mũ 5.
Đấy. Thì tức là đây là 2,5 nhân 14 năm nữa rồi, không phải 5 nhân 16 thì nó bằng là như vậy. Đó. Rồi như vậy thì ta đã xem được xong về phần là cái phản lực liên kết. Bây giờ chúng ta sẽ xem vào cái vấn đề là vẽ biểu đồ các bạn ạ. Chúng ta sẽ xem vấn đề vẽ biểu đồ. Thì bây giờ để vẽ được biểu đồ á, thì thầy sẽ nhắc lại là việc đầu tiên các bạn cần xuất phát đó là các bạn vào phần help. Các bạn hãy tra cứu về vấn đề là phần tử link 180 mà chúng ta sử dụng. Thì chúng ta phải xem là nó đã định nghĩa cái đầu ra của chúng ta về từng cái biểu đồ là như thế nào. Thí dụ bây giờ cái đầu ra của thầy muốn xem là cái biểu đồ lực dọc trục đi, bởi vì toàn bộ những cái thanh của thầy là thanh chịu kéo nén, thì thầy sẽ xem là lực dọc trục. Thì biểu đồ lực dọc trục của thầy thì chính là member force. Member force thì được định nghĩa nó là chữ force đấy, và đưa được mã hóa. Các bạn chú ý mã hóa đây, được mã hóa là ở chỗ cái bảng là link item and sequence number. Thì cái M force của chúng ta thì cái mã cái force của chúng ta thì được mã hóa là bởi Smith, và ở đây thì nó chỉ có một là một thôi, Smith một. Rồi như vậy thì chúng ta hãy xem là vẽ biểu đồ lực dọc trục, vẽ biểu đồ lực dọc trục thì chúng ta sẽ vào phần đó là element table, define table add. Chúng ta là M force tức là cái lực của cái phần tử, M là member, force là lực. Chúng ta nhớ là chúng ta đi xuống là by sequence number. Và đây ta vừa thấy nó là Smith và sau đó là một. Và nó chỉ có một cái duy nhất mà thôi. Ta ấn OK. The request database is not available. The etable command is ignored. Như vậy là không được các bạn ạ. Như vậy thì đối với biểu đồ thì thầy nói rồi, đầu tiên á, để muốn được vẽ được biểu đồ thì chúng ta không được quên là chúng ta lại phải ở cái phiên phiên bản 2002 này thì không biết nhé, những phiên bản khác thì không biết, nhưng mà 2002 này chúng ta phải vào phần Reason Viewer. Đấy, chúng ta phải vào phần Reason Viewer, sau đó chúng ta đóng nó lại, chả có gì cả, chỉ mỗi làm thế thôi. Rồi sau đó thì chúng ta vào phần Log thì chúng ta có được cái đoạn code của cái phần mà chúng ta vừa ấn vào Reason Viewer ở đấy. Vâng, thì đây các bạn ạ, nãy giờ thì chúng ta ấn vào cái Reason Viewer ở đấy thì nó có được cái đoạn code này các bạn ạ. Rồi chúng ta sẽ để nó như thế. Đằng sau đây thì nó là cái dấu chấm than, thì tức là nó là cái comment đấy, không có ý nghĩa gì cả. Rồi OK, thì cái đoạn này thầy để phía trước đi, thì chúng ta nhớ một điều rằng là trước khi vẽ biểu đồ thì chúng ta phải làm cái động tác là ấn vào cái chỗ ở Reason Viewer đấy các bạn ạ. Rồi sau đó thì chúng ta mới định nghĩa được, ta mới vào element table, define table, add, và như như thầy vừa làm là M force. Sau đó thì các bạn xuống là by sequence number Smith và số 1. Rồi ấn OK. Đấy, bây giờ nó mới được các bạn thấy không? Rồi OK close. Rồi ta copy code này vào. Thì đây, cú pháp này nó là cái câu này. Đấy, a table M force Smith sau đó là 1. OK. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ vẽ biểu đồ. Vẽ biểu đồ thì chúng ta sẽ vào phần là plot result, sau đó vào phần là counter plot, sau đó là vào phần line element result. Line element result thì ở nút Y thì cũng là M force, mà nút G cũng là M force. Đấy. Tỷ lệ là 1. Chúng ta vẽ ở trên cái mà chưa biến dạng, hoặc là chúng ta hoặc có thể là vẽ biểu đồ dựa trên cái biến dạng rồi. Thì chúng ta cứ để là chưa biến dạng đi. OK. Đó, thì đây là cái biểu đồ lực dọc trục. Thì ta thấy rằng là cái nút màu xanh này á, là cái thanh bị nén, mà cái nút mà cái đoạn màu đỏ này là thanh chịu kéo. Tức là chịu kéo thì là cái nội lực mang số dương, mà chịu nén thì nội lực mang số âm, cho nên là âm thì nó nghĩ là nhỏ nhất. Nhưng mà thực ra về mặt trị tuyệt đối á, về mặt trị tuyệt đối thì thấy rằng là trị tuyệt đối mà lớn nhất ấy, nó là 30 360.000 cơ. Đó. À, tức là 360 kN ấy. Các bạn hiểu vấn đề không? Đấy. Thì ta thấy rằng là hai cái thanh này ở giữa đây này, hai thanh phía trên này này các bạn này, thì đó mới là những cái thanh mà có cái nội lực nén là lớn nhất, nó bằng là 360 kN đấy các bạn ạ. Đấy, bạn thấy không? Đấy. Còn những cái thanh chịu kéo ở phía dưới này, nó căng ra phía dưới này thì nó cũng chỉ là tầm 320 kN thôi, 320 kN thôi. Rồi, vậy thì cái code mà để chúng ta vẽ ra hiển thị cái biểu đồ này thì là như sau. PLLS đằng sau này thì nó là mặc định rồi, ta có thể xóa đi.
Rồi, ok, đây là biểu đồ lực tập trục. Tiếp theo thì thầy cần phải xem là biểu đồ ứng suất pháp đúng không? Biểu đồ ứng suất pháp. Biểu đồ ứng suất pháp của thầy. Thì trong cái thằng này á thì biểu đồ ứng suất pháp của thầy. Ứng suất pháp thì nó là axial stress đây, axial stress. Axial stress thì nó được định nghĩa là SXX. SXX. Và SXX này thì nó được mã hóa bởi ở phía dưới. Đây là SXX đâu? SXX. Đây. SXX được mã hóa bởi chữ LS. Với nút Y thì là 1 và nút G thì là 2. Ok. Như vậy thì thầy lại tiếp tục là element table, define table, add tiếp. Ở đây là SXX lại nút Y. Thầy chọn sequence number và chọn LS. Nút Y là số 1. Sau đó thầy ấn apply bởi vì chúng ta còn một cái thằng ở nút G nữa. Ta ghi là SXX ở nút G. Thường chữ X gì? Nút G. Và chúng ta cũng là by sequence number LS và lúc này là nút số 2. Ấn OK. Đấy. Rồi sau đó thầy ấn close. Copy cái code này vào. Đấy, những cái mà không liên quan thì chúng ta xóa nó đi. Đấy, LS12. Và sau đây thì chúng ta hiển thị. Hiển thị thì ta nhớ là vào phần plot reason, counter plot lines element reason. Nút Y ta nhớ là SXXY và nút G ta nhớ là SXXG. Ta vẽ, ban nãy ta vẽ ở trên cái thằng chưa biến dạng, bây giờ ta vẽ ở dưới cái thằng biến dạng rồi thì sao? Deform shape thì đây. Đấy thì ở trên cái thằng biến dạng rồi thì các bạn thấy ứng suất pháp lớn nhất ấy, thì thực ra thì về mặt trị tuyệt đối ấy, ta thấy rằng ở đây là trừ 0,11 nhân 10 mũ 8 mega là Pascal đấy, tức là khoảng độ tầm là nhân đây là 2 à, tức là khoảng độ tầm 1,15 mega Pascal là chịu nén. Còn ở đây ấy, thì là 1,24 thì ở đây là cái thằng mà chịu nén này. À, chịu kéo này. Như vậy là hai cái thành phần mà hai hai cái thanh ở đây này, hai cái phần tử ở đây này. Đây các bạn này, hai cái phần tử nối 2 và 3 và 13 và 12 13 đây á là hai phần tử mà cái ứng suất nguy hiểm nhất. Đấy nó chịu kéo và nguy hiểm nhất. Nó là ở đây nó là 1 phẩy mà là 12,4 MPa. Còn ở đây là 11,5. Cái thanh mà ở những cái thanh ở đây này, hai thanh ở trên cùng này là nó chịu 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 nén với cái ứng suất nén là 11,5 megapascal thì nó vẫn chưa nguy hiểm bằng là hai cái thanh chịu kéo ở đây thì nó là 12,4 megapascal. Đấy là lớn nhất. Đấy các bạn thấy chưa? Thế rồi còn những thanh khác thì cái ứng suất nó trung bình. Những cái thanh mà ứng suất có vẻ là ít nhất ấy, nó là những cái thanh mà màu xanh. Xanh theo cái kiểu đây này, cái thanh mà chúng ta thấy là về cái độ lớn nó ít nhất này, đây này, thanh này, này. Đấy. Thanh này thì là nó ít nhất. Nó là vẫn là số dương, tức là vẫn chịu kéo nhưng mà cái giá trị ứng suất của nó thì là nhỏ nhất thì là ít nguy hiểm nhất. Như vậy thì ban nãy là cái biểu đồ lực dọc trục ấy nó chưa nói lên là nguy hiểm hay không đâu, mà phải ở cái biểu đồ ứng suất pháp này nó mới đến nguy hiểm các bạn ạ. Bởi vì nó tính là ứng suất và nó vượt quá cái giới hạn tải mà của vật liệu ạ. Thì nó mới là nguy hiểm. Đó, chứ còn thì về biểu đồ nội lực thì nội lực nó còn phải chia cho tiết diện của thanh nữa thì nó mới nói lên được là ứng suất, và từ cái ứng suất đấy thì ta mới nói lên được là nó có nguy hiểm hay không. Đấy. Rồi vậy thì đây là hai cái biểu đồ quan trọng để chúng ta xét đến cái độ bền của cái dọi dàn này. Thế còn những cái biểu đồ khác chúng ta cũng có thể vẽ để tùy ý các bạn. Ví dụ như là cái biến dạng dày tỉ đối. Đó thì chúng ta cũng có thể là chúng ta vẽ nhưng mà biến dạng dày tỉ đối thì nó là axial elastic strain này, này epel xx này. Đấy thì chúng ta cũng có thể vẽ thêm. Nhưng mà thì nghĩ rằng là thôi, đối với dạng bài này thì thầy nghĩ là hai biểu đồ này là đủ. Đó, thầy chúc các bạn làm thành công. À nhưng mà quên, thầy còn một cái dạng thứ hai nữa. Rồi, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn về cái cách mà chúng ta không phải là dựng từ nút mà chúng ta dựng từ là điểm xong rồi lên đường, xong từ đường ta lại chia lưới. Rồi thì bây giờ các bạn ạ, thầy hướng dẫn các bạn về cái cách thứ hai. Đó là chúng ta sẽ dựng từ điểm khóa lên đường thẳng, đoạn thẳng rồi đoạn thẳng chúng ta lại chia lưới ra phần tử nhé. Thế thì để làm như vậy thì thầy sẽ bắt đầu từ cái chỗ này này, cái chỗ khác thì thầy sẽ tận dụng nhé các bạn. Đây.
Hãy sẽ tận dụng từ đầu đến cái chỗ này, đó là chúng ta section rồi đấy. Thế ở đây thì bắt đầu, đây là thầy bắt đầu dựng, thì phương án cũ là thầy dựng nút, nhưng bây giờ thầy không không dựng nút nữa mà thầy là dựng điểm. Các bạn hiểu vấn đề không? Bây giờ là dựng mô hình bài toán thì thầy không dựng nút nữa mà thầy là dựng điểm khóa, đúng không? Dựng điểm khóa, key point. Rồi bây giờ thầy sẽ paste vào cái này và thầy muốn cho các bạn hiểu. Rồi thì bây giờ thay vì thầy dựng đây, ta vào phần preprocessor thì chúng ta sẽ dựng ở phần bắt đầu modeling này, thì chúng ta sẽ create, thì chúng ta không phải là từ nút nữa đúng không? Ban nãy ta vào nút, bây giờ ta vào là key point đấy. Thì key point thì nó cũng có là inactive, nó cũng có active coordinate system, rồi nó cũng có cái between này, các bạn nhìn này. Nhà hiểu vấn đề không? Này kia fill between, key points. Thì điều nghĩa là gì hả các bạn? Điều có nghĩa là bây giờ thầy hoàn toàn thầy dùng được cái cú pháp này. Đấy bạn nhìn này. Nhá. Nhưng mà không phải là nút mà nó là key point thì nó sẽ là chữ K mà thôi, các bạn hiểu vấn đề không? K. Đó, bây giờ thay vì chữ nút thì thầy là chữ K, tức là điểm khóa. Nhưng mà bây giờ cái fill thì bây giờ chúng ta sẽ xem thế nào. Ok này. Đầu tiên là thầy dựng hai cái điểm khóa 1 và 14 này. Đúng không? Điểm khóa 1 và 14 này. Các bạn nhìn đây rõ tí nhỉ? Thầy mới dựng điểm khóa thôi là K. Đây K này. Thì ở đây thầy có điểm khóa 1 và 14. À nhìn nó giống hệt như ban nãy chúng ta dựng nút đúng không? Những cái khác ở nhau là cái gì các bạn không? Cái khác thì nói rồi này. Cái khác là nếu như bây giờ các bạn dựng phần tử từ điểm khóa là không có được. Từ điểm khóa ta không phải dựng phần tử, mà từ điểm khóa là chúng ta dựng đoạn thẳng. Các bạn hiểu vấn đề không? Xong thì từ đoạn thẳng nếu mà cần thì các bạn lại dựng bề mặt. Rồi từ bề mặt thì các bạn dựng là phần tử khối. Rồi phần tử khối thì bắt đầu mới chia lưới vân vân. Hoặc là từ đây chúng ta dựng đoạn thẳng, từ đoạn thẳng ta chia lưới, ta chia ra các phần tử. Ví dụ như một đoạn thẳng thầy có thể chia ra làm một phần tử, nhưng một đoạn thẳng thầy có thể chia ra làm hai phần tử, bạn hiểu vấn đề không? Và đoạn thẳng thì có thể chia ra làm 3, 4, 100 phần tử. À thế nhưng mà bây giờ giữa hai cái nút này ở đây thì thầy chỉ dựng được một phần tử thôi. Đấy các bạn hiểu vấn đề không? Đấy thì bây giờ ở đây là thầy dựng đoạn thẳng. Đấy. Nhưng mà bây giờ thì thầy dựng được hai nút hai điểm khóa 1 và 14 rồi. Bây giờ thầy cũng muốn làm cái trò như ban nãy đúng không? Thầy cũng muốn là fill between key point này. Thầy ở giữa 1 với 14 thầy cũng muốn dựng. Đúng không? Thầy muốn dựng ở đây thêm 5 điểm thôi. Rồi là nút bắt đầu là nút số 3, mà cái increment là 2, khoảng cách là 2, với một cái tỷ lệ là đều nhau vẫn ok đấy. Và cái cú pháp của thầy ở đây ấy, các bạn chú ý này. À thì ở đây á nó giống hệt như là cái thằng ở kia, nhưng mà ở đây đây nó thêm chữ k trước chữ fill, mà hiểu vấn đề không? Như vậy là cứ fill thoải mái, nhưng mà thêm cho thầy chữ k ở đây là chúng ta là điểm khóa, chúng ta fill nhưng mà fill điểm khóa, mà hiểu vấn đề không? À, thì còn lại là y nhau thôi, đây còn lại là giống hệt nhau. Đây này, đây thì nó lại này, 1,14 5 3 2 rồi 1, thì chẳng qua là 1 thì nó là cái mặc định cho nên là ta không ghi 1 cũng được, chẳng vấn đề gì. Rồi và như vậy thì tất là những cái điểm khóa còn lại thì ta áp dụng cái thằng nút này và chúng ta thay bằng chữ K là xong. Thì cái đấy là các bạn làm lại, nếu mà các bạn làm từ đầu mà với điểm khóa thì các bạn cũng làm in chữ nút đấy, nhưng mà các bạn chọn chỗ điểm khóa, thế là thay vì chữ N là chữ nút thì nó sẽ là chữ K là điểm khóa, thế thôi, không có vấn đề gì cả. Ở đây thì thầy làm cho nó nhanh bởi vì thầy muốn nói lên cái ý tưởng thôi. Thầy muốn nói lên cái ý tưởng là bây giờ chúng ta chia lưới từ cái đoạn thẳng như thế nào thôi, chứ cái vấn đề nó không phải là khó khăn ở chỗ đấy. Rồi như vậy là thầy đã dựng xong điểm khóa, thì bây giờ bắt đầu thầy dựng đường các bạn này. Thầy bắt đầu thầy dựng đoạn thẳng đây đúng không? Thì bây giờ thầy dựng đoạn thẳng, bây giờ thầy sẽ dựng đoạn thẳng thì rằng là thầy nối thôi. Lúc này thì thầy nối thoải mái, không cần phải đường bên ngoài trước hay là bên trong sau, đúng không? Và nãy chúng ta chia ra làm hai loại phần tử bên ngoài và phần tử bên trong, thì chúng ta dựng bên ngoài trước. Nhưng bây giờ đây là thầy chia là thầy nối đoạn thẳng, thầy nối thành đường thẳng với nhau, thì thầy nối thoải mái. Giữa các đường thẳng với nhau nó không có một cái sự phân biệt nào hết. Giữa các đường thẳng với nhau thì đơn giản là nó chỉ khác cái tọa độ của các điểm mà thôi. Nó không có một cái thuộc tính gì ở đây hết. Cho nên là ở đây thì thầy dựng là line, line, string line. String line là đường thẳng, nó bắt đầu 1 đến 3 này. Đó là xong.
3 đến 5 này, nó xong. 5 đến 7 này. 7 đến 9 này. Và ví dụ vậy, người ta ấn ok để ta xem cái code nó là cái gì. Rồi bắt đầu này. À như vậy thì ở đây ấy, nó là cái cú pháp là lstring là line string. Đoạn thẳng đến line string là xong, nó có gì đâu. Ừ. Đấy. 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 Đấy các bạn thấy không? Đấy. 79 đúng không? Thì nó là như vậy. Thế mà nếu mà đã thế thì thầy sẽ tận dụng được cái chỗ này không? Thầy tận dụng được 1, 3 rồi này, 3, 5, 7, 9 rồi đúng không? Rồi bây giờ thầy sẽ copy thằng này. Và thầy sẽ thay chữ E này bằng chữ LSTR thôi là xong, nó có gì đúng không? Đây. Đây để cách ra là những cái chúng ta vừa mới làm mới đây. Đấy. Đấy. Rồi. Rồi tiếp tục này. Ở phía dưới này nữa. Rồi. Line string tức là đường thẳng. Đường thẳng. Đường thẳng thay vì element là đường thẳng. Đấy. Xong. Như vậy từ đây thầy bắt đầu thầy nối tiếp. Nó sẽ đi ra các cái đoạn thẳng tiếp theo của chúng ta. Ok, xong. Rồi bây giờ từ cái đoạn thẳng này ấy, bắt đầu thầy bắt đầu mới chia lưới đấy các bạn này. À bây giờ thầy bắt đầu mới chia lưới. Mà thầy chia làm sao cho mỗi một đoạn thẳng thì chia ra một phần tử thôi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta phải chia là chúng ta chọn những cái đoạn thẳng nào là chúng ta phải gắn thuộc tính cho nó ta mới chia được. À, đầu tiên ta phải gắn thuộc tính. Gắn thuộc tính cho các cái đường cho các cái đường của chúng ta. Đường thẳng của chúng ta. Thì bây giờ các bạn phải hiển thị cái số thứ tự của đường thẳng đúng không? Các bạn vào plot control numbering. Chúng ta sẽ hiển thị là line là cái đường của chúng ta. Mất đi rồi thì các bạn vào phần plot, multiplot. Đây các bạn ạ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 và 14. Thì bây giờ thầy sẽ muốn gắn thuộc tính cho những cái đường thẳng từ 1 đến 14. Thì đầu tiên thầy phải select đã. Select đường thì các bạn đoán ra được là gì không? Các bạn sẽ đoán được là L là line là đường và cell. Đấy, L cell là L tức là line select tức là select đường. Ta sẽ ấn ở đây, y như rằng ta có cái lệnh L cell. Vậy thì chúng ta sẽ select, chúng ta sẽ lựa chọn tất cả những cái đường đường thẳng nào mà có số thứ tự, nên vậy là L cell này. L cell phẩy tip của chúng ta là chúng ta select mới hoàn toàn S gì? Item của chúng ta. Item của chúng ta đây là chúng ta là select theo là số thứ tự number đúng không? Cho nên là ta để line hoặc là để dạng mặc định đúng không? Line hoặc để dạng mặc định của thầy, thầy không ghi gì hết thì vấn đề không? Còn nếu không thì hoặc là nếu mà không phải như vậy thì ở đây em ghi chữ line này, hiểu không? Nhưng mà line này mặc định rồi cho nên là chúng ta không cần nữa, nó là số thứ tự đường rồi, thầy không cần, thầy ghi nữa. Rồi sau đó là đến cái gì? Sau là item này đến component. Component của chúng ta ở đây thì không có gì cả, tại vì ở cái chỗ line này thì component của nó là không có gì cả. Không có gì cả thì để trống thì dấu phẩy tiếp. Rồi sau cái component này, đúng không? Sau cái component này thì là đến là vmin và vmax. Tức là cái số thứ tự đường bắt đầu là nhỏ nhất là L1 là 1 và kết thúc cuối cùng là bao nhiêu? Đây. Đấy là 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Kết thúc cái đường mà thầy muốn select là đường số 14. Đấy. Đấy, bây giờ các bạn nhìn này, bây giờ thầy mới select 14 cái đường này. Thì thầy sẽ chỉ cần copy cái này là L select S. Đây. Bây giờ các bạn không tin đúng không? Thầy vừa mới select 14 cái đường này, bây giờ thầy sẽ multiplot cho các bạn nhìn này. Nó chỉ còn lại là đúng 14 cái đường mà thầy select thôi, những cái đường kia thầy không select nó sẽ không hiển thị ra được, các bạn thấy không? Ok chuẩn rồi. Vậy thì bây giờ thầy mới gắn thuộc tính cho nó. Thầy mới gắn thuộc tính cho nó thì thầy mới là gì? Ở phần là meshing đúng không? Meshing thì thầy select rồi này. Bây giờ đến lượt là thần là mesh attribute. Mesh attribute là bắt đầu thuộc tính. Online hoặc là picket line đều được. Online ở đây là do thầy đã select toàn bộ những cái đường là từ 1 đến 14 thì thầy sẽ ấn online. Còn nếu mà thầy ấn picket thì thầy lại phải chọn là thầy phải dùng chuột, hiểu không? Không cần thiết thầy sẽ ấn online.
Và bây giờ á, thì nó chỉ khác nhau mỗi cái gì thôi, thầy chỉ muốn có nghĩa là cái phía bên ngoài thôi, thầy sẽ chọn là select là cái section number là bên ngoài. Còn những cái khác thì nó giống hệt nhau thế. Ok. Đây. Đây các bạn nhìn này, đây. Như vậy là LATT đây. Line attribute này, đấy. Rồi thì tất cả những cái này thì ta để ở đây thôi. Ok. Rồi bây giờ đường thẳng các đường ngoài này, các đường phía bên ngoài, các đường phía bên ngoài. Bên ngoài, đấy. Rồi các bạn ạ, bây giờ chúng ta lại tiếp tục. Chúng ta sẽ select các đường phía bên trong đúng không? Các đường phía bên trong. Thì xin thưa với các bạn là các đường phía bên trong thì nó là đường từ số đường số 15 cho đến đường thứ bao nhiêu? Đường thứ 15 cho đến đường thứ 25 đúng không? Có 10, 10 đường tất cả. Thì rõ ràng là từ đường thứ 10, 15 cho đến đường thứ 20 gì? 25. Mấy các bạn nhìn này. Lại ấn select. Và nhớ là select mới nhá thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái cũ. Đây, ấn select này, mới này. Và bây giờ các bạn ấn multiplot này. Đó thì nó chỉ toàn toàn bộ là những cái đường ở phía bên trong, đúng không? Rồi chúng ta lại chia thuộc tính cho nó. Đấy, tất cả online. Lúc này ta chỉ thay đổi mỗi cái là bên ngoài, bên trong thôi, cái bên cũng ở bên ngoài nữa, còn những cái khác ta để yên. Ok. Rồi chúng ta vào log file. Đây. Thì nó hóa ra là nó chỉ thay đổi mỗi cái gì? Cái giờ cái cuối cùng thôi là section number. Rồi các bạn ạ, đến đây thì chúng ta đã gắn xong thuộc tính cho nó rồi. Và bây giờ trước khi mà chúng ta chia lưới, ta phải select lại toàn bộ, các bạn hiểu vấn đề không? Chứ nếu không, bởi vì bây giờ hiện tại là nó mới select những cái đường bên trong thôi. Bây giờ chúng ta muốn chia lưới, ta phải chia lưới cả trong tất cả 15 cái đường bên ngoài và 10 đường bên trong nữa. Cho nên ta phải vào là select everything. Sau khi mà select everything á, thì các bạn ấn multiplot này. Thì nó mới hiện ra tất cả những cái đường. Chứ còn nếu không thì nó cũng chỉ là vẫn để là những cái 10 đường bên trong thôi. Các bạn hiểu vấn đề không? Cho nên là trước khi mà chúng ta chia lưới, các bạn nhớ là phải select everything. Đó là cái cú pháp là all select all này. Đấy. Rồi và bây giờ chúng ta mới đầu gì? Chia lưới, các bạn nhìn này. Chia lưới thì lúc này ta phải vào phần là size control, tức là về kích thước chia. Kích thước chia lưới. Kích thước chia lưới. Thì ta vào phần là size control. Size control thì chúng ta có là manual. Manual là ta chia line là đường và tất cả những cái đường mà chúng ta chia. Thì chúng ta chỉ nói là cái số lượng mỗi một đường ta chia ra là bao nhiêu phần tử? Một phần tử. Hết. Những cái khác ta không động vào. Ok, đấy. Mỗi một đường thẳng ta chia ra là một phần tử. Các bạn thấy không? Nó hiện rồi đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ đây. Thì cái cú pháp của nó là như sau, đây. Hết. Đấy. Tất cả những thứ khác thì ta chia ra là một phần tử. Sau dấu phẩy này thì tôi ta bỏ đi. Đó, xong. Rồi và bây giờ chúng ta bắt đầu mới chia các bạn ạ. Đấy là chúng ta mới định 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 hình về cái số lượng thôi. Sau đó bây giờ ta chia thì ta sẽ vào phần mesh. Mesh thì toàn bộ những cái phần line đúng không? Line. Pick all. Đó, chia xong rồi đấy. Chia xong rồi thì bây giờ chúng ta vào phần log này. Ta xem là cái cú pháp là gì? Lmesh. Toàn bộ thầy ấn nãy giờ nó là lmesh và all các bạn ạ. Lmesh tức là về đường. Đúng không? Vậy thì là tôi chia lmesh phẩy all xong. Ủa thế sao ta chia thì nó y hệt nhau này, các bạn ấn multiplot đi. Đấy. Và đây thì chúng ta vẫn hiển thị đường, bây giờ ta không hiển thị đường nữa các bạn ạ. Ta vào phần numbering này. Ta bỏ đường đi, bây giờ ta sẽ hiển thị element number. Thì đây các bạn. Đây phần tử 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 14. Đấy thì cái thì hóa ra là những cái phần tử này thì cái số thứ tự phần tử nó lại tương ứng với số thứ tự của các cái đường thẳng mà ban nãy chúng ta vừa mới định nghĩa. Vậy thì xin thưa với các bạn là từ bước này trở đi ấy, thì nó trở về cái bài toán cũ của bạn đây này. Bắt đầu từ cái bước này trở đi thì các bạn thấy không? Thì về về cái mặt mà về mặt độ dài ấy, thì thầy thấy là nó tương đương nhau thôi ở đây này. Ở đây là thầy dựng thực ra thì thằng này dài hơn một xíu đúng không? Bởi vì nó còn phải có cái nó còn phải có cái bước là chia lưới này nữa, nó có thêm cái bước chia lưới này nữa, nó có thêm cái bước chia lưới này nữa, được chưa? Còn về cái thuộc tính thì dài hơn một dòng, tại vì thuộc tính của cái phần tử ban nãy á, thì nó chỉ có mỗi là cái thuộc tính là section number này thôi, đúng không? Đây thuộc tính của các cái đường thẳng bên của các phần tử bên ngoài thì là section number one,
và thuộc tính của các phần tử phần bên trong thì nó là section number 2. Thì nó nhiều hơn ở đây một dòng, đúng chứ nào? Và ở đây nó có thêm một cái gọi là về mặt số lượng nữa, chúng ta chia mỗi một đường thẳng ra một phần tử là thêm một dòng là số lượng nữa, và sau đó lại lms all nữa, vân vân. Đó thì rõ ràng là nó dài hơn ở đây. Nhưng mà từ cái giờ phút này ở đây thì chúng ta được quyền là copy toàn bộ cái vào solution này, cái nọ, các bạn nhìn này, đây. Từ cái chỗ này trở đi thì ta thấy ta copy từ cái phương án là chúng ta dựng từ nút lên phần tử, các bạn ạ. Đấy. Vậy là từ cái giờ phút khi mà các bạn đã dựng xong, đã chia lưới xong á, thì chúng ta hoàn toàn là giống hệt như là ban nãy. Vậy các bạn để ý này, đầu tiên là thầy vào solution rồi điều kiện biên, đúng không? Thầy copy cái đoạn này ra đây. Đấy thì nó à, nhưng mà xin thưa là chỗ này nó khác ở chỗ là gì? Nó khác ở chỗ này là bây giờ cái nút số 14 á, nó lại là rơi vào cái nút này chứ không phải là nút đây. Cái nút rồi 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 ok, vậy thì bây giờ thầy xin được chỉ cái sự khác biệt này. Là do chúng ta chia lưới từ đường thẳng cho nên nó sẽ có sự khác biệt về số tự nút mà sinh ra, tức là phần tử nó sinh ra là nút nó sinh ra sau. Thế bây giờ các bạn để ý này, rồi ok, đây đầu tiên là chúng ta hãy hiển thị numbering này, đây sẽ hiển thị về phần tử và đây ta hiển thị về nút. Thế vâng, thì xin thưa lúc này là nút này là nút số 7 rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rồi, và nút số 14 ở đây các bạn này. Riêng về số thứ tự nút á, thì chúng ta là khác, bạn hiểu vấn đề không? Thế thì cho nên là chúng ta sẽ không 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 đặt tải trọng vào nút, mà ta đặt tải trọng vào phần vào vào key point được không? Vào key point ban đầu được không? Được. À, như vậy thì bây giờ thầy lại không hiển thị phần tử và ấy nữa, mà thầy phải hiển thị key point, các bạn nhìn này. Tại vì là thầy đặt lực vào vào điểm khóa thì không đặt lực vào nút nữa, bởi vì cái số thứ tự nút nó khác rồi. Thầy sẽ không hiển thị phần tử và thầy cũng không hiển thị nút, mà thầy hiển thị là key point. Vâng, thì hiển thị key point thì nó giống như là cái phương án nút ở ban đầu đúng không? Thì vấn đề ở đây á là thay vì điều kiện biên đặt vào nút thì nó là chữ D, thì bây giờ thầy sẽ, các bạn biết là gì không? Thầy sẽ đề là DK, tức là displacement đặt vào key point, displacement đặt vào key point. Đấy các bạn nhìn này, đây điều kiện biên này, đây sẽ đặt vào là điểm khóa thứ nhất và điểm khóa thứ 14. Đó, đây. Đấy các bạn thấy không? Tương tự đặt tải trọng vào lực F thì thầy sẽ thay chữ F thì thêm vào chữ K, hiểu vấn đề không? Là thầy đặt vào điểm khóa. Còn nếu không thì các bạn sẽ vào phần là define này, apply này, structural ban nãy là displacement on key point đúng không? Bây giờ là lực này, force moment on key point, hiểu vấn đề không? Chúng ta đã bắt đầu đặt từ nút số 3 đến nút số 11 được, đúng không nào? Thì tóm lại ở cái đó đó nó chỉ thêm chữ K này là xong. Đây, thầy sẽ thêm chữ K cho các bạn. FK từ 3 đến 11 của sao nó không hiện ra ta? À, thì sau khi mà chúng ta làm cái kiểu tương tự như là chúng ta đặt nút hàng loạt, đặt lực hàng loạt vào nút thì ta thấy nó không có đặt như ý muốn của chúng ta. À, nó chúng ta làm từ nút số 3 đến nút 11 nhưng mà không đạt yêu cầu các bạn ạ. Nó chỉ đặt nút số 3 thôi. Vậy thì chúng ta phải xem lại cái cú pháp. À, như vậy thì cú pháp các bạn để ý rằng là bây giờ lực đặt vào điểm khóa đó thì nó không cho chúng ta đặt hàng loạt các cái điểm khóa giống như là đặt tại nút các bạn ạ. Nhá. Ta thấy là không được. Đấy, bởi vì là trong cú pháp này nó không có là v min rồi là increment, là không có. Đấy, như vậy là chúng ta không thể đặt như này được các bạn ạ. Vậy thì chúng ta muốn đặt một loạt như vậy thì chúng ta nên đặt vào nút. Và vì vậy thì chúng ta sẽ nên chúng ta sẽ xem xét là chúng ta sẽ hiển thị nút. Thì như vậy thì chúng ta thấy là sẽ có là nút 2 3 4 5 6 thì chúng ta cũng sẽ đặt vào nút được. Và như vậy thì thay vì là điểm khóa thì ta trở về là F0 thôi, tức là lực đặt vào nút. Nút đầu tiên là nút số 2 FI và nó kết thúc là nút số 6 với increment là 1, đúng không? 2 3 4 5 6 7. À, 2 4 5 6. Đấy, thế thôi. Thì như vậy thì chúng ta sẽ đặt lực vào nút chứ không đặt vào điểm khóa được. Lý do là nó không có cái chế độ như vậy đối với điểm khóa. Rồi, bây giờ chúng ta clear đi và chúng ta sẽ copy lại từ đầu. Đấy thì ok rồi. Có một cái thông báo ở đây ấy, nó nói là gì? Tất cả những cái mô hình mà của vật rắn á, và phần tử hữu hạn đó thì tất cả những cái điều kiện biên ấy, nó sẽ đưa được về nó sẽ đưa về cái ma đen mà đó thì nó đưa về nút, các bạn hiểu vấn đề không? Hoặc là phần tử.
chứ nó không có khái niệm là đặt vào điểm khóa. Tức là nếu bây giờ mình đặt lực vào điểm khóa hay là cái điều kiện biên ở điểm khóa thì nó sẽ chuyển về nút. Đó, thế thôi, thì cái đấy là cái thông báo của nó. Ok, chả vấn đề gì cả. Solution, chúng ta cùng giải. Giải thì ok, nó giải xong rồi. Và kết quả thì chắc chắn là cũng sẽ giống như là ban nãy mà thôi. Ta vào hậu xử lý, ta vào plot reason. Ta vào plot reason deform shape. Đó. Đó thì nó cũng giống hệt như vậy thôi. Chúng ta sẽ tiến hành như vậy là xem cái chuyển vị theo phương y đúng không? Reason nodal solution chuyển vị theo phương y displacement. Đấy thì lớn nhất của chúng ta cũng là trừ 0,22752 nhân 10 mũ trừ 2 thì giống hệt như ban nãy của chúng ta. Đó. Và rồi các cái biểu đồ này kia kia nọ thì đây biểu đồ dục dọc trục thì các em thấy rằng là đấy ban nãy chúng ta cũng có là âm 36.000 là tối thiểu và dương 32.000 là tối đa đúng không? Rồi thì là biểu đồ ứng xuất phát cũng tương tự như vậy. Đấy thì ta thấy rằng là đấy 12.000 12.400 à 12,4 12,4 12,4 MPa là lớn nhất và 11,5 MPa là lực nén nhỏ nhất, ứng suất nén nhỏ nhất và ứng suất kéo lớn nhất là 12,4. Đó. Thì như vậy thì hoàn toàn là trùng khớp với lại cái phương pháp mà chúng ta dựng từ phần tử đi lên các bạn ạ. Thì thực ra bản chất nó không thể khác được, đó là chẳng qua là cái cách thức mà chúng ta triển khai cái mô hình toán mà thôi. Đấy. Rồi ok, vậy thì đến đây thì thầy đã hướng dẫn xong cho các bạn về cái bài mà giải thanh phẳng. Thì các bạn sẽ làm với cái đề của mình. Thì các bạn muốn vẽ từ nút đi lên, từ nút lên phần tử thì tùy các bạn, mà dựng đường thẳng rồi mình chia lưới thì tùy các bạn nhé. Các bạn thích nào thì làm. Chúc các bạn thành công. Rồi thì bây giờ thầy hướng dẫn qua cho các bạn về cái cách mà các bạn phải trình bày trong cái file báo cáo của mình nhé. File báo cáo thì thầy cũng nói rồi ở những cái bài lắp trước, thì bây giờ thầy xin nhắc lại, nghĩa là các bạn phải làm một cái file báo cáo mà ở đó họ tên, mạo số sinh viên, lớp, số thứ tự, số đề. Lắp chúng ta bây giờ là lắp số 3. Và đây là dàn thanh phẳng, dàn thanh phẳng. Dàn thanh phẳng. Đó thì các bạn copy cái đề của các bạn vào đây. Thì cái bài này dàn thanh phẳng này thì nó hơi dài cho nên chúng ta sẽ không có giải tay mà chúng ta sẽ giải bằng MATLAB đầu tiên. Thì các bạn cũng sẽ làm bằng MATLAB và sau đó là cái code MATLAB các bạn ấn vào đây. Rồi là những cái đáp số thì các bạn cũng chụp hình đưa vào đây. Rồi phần ANSYS ấy, thì phần ANSYS thì các bạn chú ý là cũng có cái code của nó thì các bạn copy code vào đây. Đó đúng không? Đấy. Rồi thì là về cái hình, về những cái hình minh chứng thì đầu tiên là ta phải có cái hình của cái kết cấu. Hình kết cấu thì như vậy thì các bạn sẽ ở cái chỗ mà khi mà các bạn đặt xong cái tải trọng vào á thì các bạn như vậy là các bạn copy là các bạn sẽ chụp hình từ đấy. Đây. Thì khi mà cái hệ này nó có rồi thì bây giờ mình sẽ hiển thị về cái phần tử lên. Đấy. Đấy thì plot multiplot thì nó hiện lên cái này thì các bạn sẽ chụp hình lại. Plot control các bạn sẽ là right metafile invert y black rồi thì còn đây là mô hình. Đấy, đây là hình mô hình. Thì các bạn sẽ copy cái mô hình này vào. Đây. Vào trong cái đây là minh chứng ở đây. Đấy. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ copy cái hình là biến dạng, sơ đồ biến dạng. Đây là sơ đồ biến dạng. Sơ đồ biến dạng thì các bạn là sẽ sơ đồ biến dạng. Tất nhiên là phải giải xong cái đã. Đây hình sơ đồ biến dạng đây. Thì đầu tiên là các bạn phải giải xong đã rồi copy vào đây. Đấy. Thì sơ đồ biến dạng này thì các bạn cũng sẽ chụp hình lại. Rồi thì là mình sẽ invert. Đấy, các bạn ghi là sơ đồ biến dạng. Rồi sau đó các bạn copy vào file Word cho thầy. Đấy. Đấy, rồi thì tiếp theo ta sẽ có là bảng chuyển vị theo phương y đúng không? Chúng ta quan tâm đến chuyển vị theo phương y, theo phương x thì chúng ta cũng có thể nhưng mà cũng không cần thiết lắm. Chuyển vị, bảng chuyển vị. Nút
theo phương y, chuẩn bị nút theo phương y. Đấy thì các bạn vào general list list reason nodal solution rồi là DOF e component displacement. Đấy thì ở đây thì mình sẽ đấy thì các bạn sẽ có thể là chụp hình hoặc là các bạn copy tùy các bạn. Đấy đấy rồi thì chuẩn bị theo phương x. Bây giờ phương y thì mình chia ra làm đôi, mình có thể chia ra làm đôi, draw này mình sẽ chia ra làm đôi, một bên là chuẩn bị theo phương y, bảng chuẩn vị đúng không, chuẩn vị nút theo phương y. Đó, thì các bạn là copy vào đây, rồi đây là bảng chuẩn vị nút theo phương x đúng không, chuẩn vị nút theo phương x. Đấy thì mình cũng copy vào đây. Nodal solution thì ta sẽ chọn là x component. Đó thì chúng ta cũng sẽ paste vào đây. Đấy. Thế thôi. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có là biểu đồ đúng không? Biểu đồ lực dọc trục. Biểu đồ lực dọc trục. Biểu đồ lực dọc trục. Biểu đồ lực dọc trục thì các bạn đây. Biểu đồ dọc trục. Đấy, ta cũng lưu lại file, lưu lại hình. Invert đây là biểu đồ lực dọc. Biểu đồ nội lực hoặc lực dọc trục đều được. Rồi, chúng ta sẽ copy được dọc trục đây, đấy, đấy, rồi là biểu đồ ứng xuất phát, ứng xuất phát, thì đó đều là những cái minh chứng trong bài tập của các bạn, thì các bạn phải chụp vào các bạn báo cáo, đây biểu đồ ứng xuất phát thì nó là phần code này, copy vào đây, vậy thôi, có control biểu đồ ứng xuất phát. Ứng xuất phát. Đấy. P đưa vào đây. Đó thì tất cả những cái này thì các bạn là cái file báo cáo trong cái bài dán thanh phẳng của các bạn. Đấy thì các bạn báo cáo như vậy là sẽ rất là tốt, thành công. Chúc các bạn làm được.